Bạch quang quanh người tiêu tấn hàn cũng theo đó điên cuồng rung động một hồi, sắc mặt y đột nhiên trắng nhợt, ộc một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, khí tức trên người y suy yếu rất nhiều. Một loạt biến hóa này cũng dẫn tới linh vực băng tuyết bao phủ cả sơn cốc cũng chấn động kịch liệt, thình linh thoái hóa, thu nhỏ lại cực nhanh biến thành trạng thái lúc trước, thậm chí càng thêm suy yếu, gần như sắp tán loạn biến mất. Đám người tề thiên tiêu thấy cảnh này, lập tức đại hỉ. Gần như chỉ sau một khắc, ba đạo linh vực nhanh chóng khuếch tán ra, thoáng cái bao tiêu tấn hàn lại. Cùng lúc đó, từng đạo tiên khí bắn ra, từ bốn phương tám hướng đánh xuống tiêu tấn hàn. Sắc mặt tiêu tấn hàn hiện lên một tia kinh hoàng, hai tay bấm gấp pháp quyết. Trên người y đại phóng bạch quang, linh vực phát ra trong chốc lát co rụt lại một nửa, trở nên càng nồng đậm, đồng thời vô số bông tuyết lượn vòng quanh mình y, ngưng tụ thành một màn sáng màu trắng trước người. uy Uynh rầm rầm, từng kiện tiên khí oanh kích lên màn sáng màu trắng, màn sáng giữ vững được mấy hơi thở liền ầm ầm vỡ vụn, bất quá những tiên khí kia cũng bị phản chấn bay ngược về. Sắc mắt Tiêu Tấn Hàn lại trắng nhợt thêm, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trên người càng thêm suy yếu. Tuy nhiên một chút sức lực chống đỡ của y khiến bạch quang trên người đại phóng, y bắn ngược về phía sau. Nhưng vào thời khắc này, hư không quanh người Tiêu Tấn Hàn đồng thời chấn động, hơn 10 sợi xiềng xích màu đen từ trong bắn ra, như thiểm điện quấn quanh người y lại. Bạch quang quanh người Tiêu Tấn Hàn nhanh chóng tiêu tán, thân thể cũng bị xiềng xích màu đen trói chặt vài vòng lập tức không thể động đậy toàn bộ khí tức trên người trong chốc lát bị giam cầm thoạt nhìn giống như một phàm nhân thân ảnh hoa lên một bóng người cao gầy hiện ra sau lưng tiêu tấn hàn đúng là phong thiên đô phong thiên đô nếu ngươi giết ta thiên đình tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi tiêu tấn hàn lớn tiếng quát tiêu cung chủ xem ra lão thiên cũng muốn ngươi vong phong thiên đô như không nghe thấy miệng nói nhàn nhạt, nhạt một tiếng mắt lóe lên lệ mang rồi biến mất, một tay phất lên. Một đạo tinh quang màu đen khác từ trong tay lão bắn ra, vô thanh vô tức sạch lên trên người tiêu tấn hàn một đường. Lập tức thần tình trên mặt tiêu tấn hàn cứng đờ, sau một khắc cả người từ đầu đến chân, xoẹt một tiếng tách thành hai mảnh, huyết dịch tuôn trào, lục phủ ngũ tạng chảy đầy đất. Vào thời khắc này, một đạo bạch quang mờ nhà từ trong thi thể tiêu tấn hàn bắn ra, là một nguyên anh màu trắng, lông mày và dâu bạc, đúng là tiêu tấn hàn. Quanh người nguyên anh lập lòe bạch quang, không bị ba cái linh vực chung quanh ảnh hưởng chút nào, bắn đi với tốc độ cực nhanh, lóe lên liền bay vụt ra hơn 10 dặm bên ngoài. Phong Thiên Đô cười lạnh một tiếng, cong ngón tay búng ra. Hư không phía trước Nguyên Anh lần nữa chấn động cùng một chỗ, từng đạo xiềng xích màu đen lăng không hiển hiện phóng tới, đan vào quấn quanh xuống, trong chớp mắt tạo thành một tấm lưới lớn màu đen, chụp xuống Nguyên Anh màu trắng, dường như đã sớm chờ ở chỗ này. Pháp tắc cầm cố cường đại từ trong tấm lưới lớn màu đen tán phát ra, hư không trong phương viên hơn 10 trượng cũng bị giam cầm. Sắc mặt Nguyên Anh màu trắng căng thẳng, há miệng phun ra một viên châu màu trắng. Bụp một tiếng, viên châu màu trắng bạo liệt bộc phát ra vô số bạch quang, trong đó xen lẫn một cỗ pháp tắc cực hàn. Lưới xiềng xích to lớn màu đen bị bạch quang trùng kích, xu thế lập tức dừng lại, hơn nữa mặt ngoài thình lình hiện ra một tầng băng tinh màu trắng, pháp tắc cầm cố cường đại cũng bị trì trệ. Theo đó thân hình Nguyên Anh màu trắng cũng uốn éo, Hóa thành một đạo bạch quang tránh qua một bên lưới xiềng xích bắn đi, tiếp tục phóng về phía xa nhanh như điện. Sắc mặt Phong Thiên Đô trầm xuống, thân hình lập tức bắn ra, hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chóng đuổi theo Nguyên Anh màu trắng. Nếu để cho Nguyên Anh Tiêu Tấn Hàn đào thoát, chắc chắn hậu hoạn vô cùng. Vào thời khắc này, phía trước chợt hiện lên một đoàn kim quang mờ nhạt, Nguyên Anh màu trắng tiêu thất trong hư không. Phong Thiên Đô khẽ giật mình, thân hình dừng lại, đạo kim quang kia lóe lên cách đó không xa phía trước kim quang thu lại hiện ra thân ảnh kim sắc bỏ cánh cứng, chẳng biết nó thoát ra từ trong tòa băng sơn kia lúc nào, thân hình cũng thu nhỏ lại to cỡ đầu người. Miệng kim sắc bỏ cánh cứng đang ngậm nguyên anh màu trắng của tiêu tấn hàn. Nguyên anh màu trắng dãy ruộ không thôi, nhưng không thể động đậy. Tên dâu bạc, người dám đóng băng ta, ta ăn ngươi, xem như hai ta huề rồi. Miệng kim sắc bỏ cánh cứng nói tiếng người, lập tức phát ra một cỗ kim quang, quấn lấy nguyên anh màu trắng, ực một cái nuốt xuống lúc này linh vực băng tuyết lập lòe vài cái, tán loạn ra. Bạch quang trên năm cột đá lập lòe, thình lình nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành năm cột đá màu trắng cao hơn một trượng, cột đá đứt gãy kia căn bản cũng giống như vậy. Phong Thiên Đô nhìn thấy Nguyên Anh Tiêu Tấn Hàn bị nuốt, đầu tiên khẽ giật mình, tiếp theo sắc mặt buông lỏng, lập tức quan sát kim sắc bỏ cánh cứng, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Lão phất tay phát ra một cỗ hắc quang, đảo qua thi thể Tiêu Tấn Hàn, một vòng tay màu trắng bay lên, vụt một cái, rơi vào trong tay của lão. Lúc này, sau lưng lão vang lên tiếng xé gió mãnh liệt, là đám người tề thiên tiêu đã thu hồi tiên khí của mình, bay tới. Lúc này hai tu sĩ kim tiên nam lê tộc, hồ ngôn đạo nhân và đám người Âu Dương Khuê Sơn cũng vội vàng bay tới. Một đám kim tiên dồn dập tập trung lại, chỉ một lát đã sắp bao vây kim đồng lại nhưng nó lại hồn nhiên không hề để trong lòng, nuốt xong nguyên anh tiêu tấn hàn, lại bò lên trên cột đá màu trắng, không coi ai ra gì, tiếp tục gặm ăn tề thiên tiêu lướt nhìn phong thiên đô sau đó thân hình gã lóe lên đi tới sau lưng kim đồng vây lại nhưng vào lúc này một đạo thanh quang chợt hiện lên một nhân ảnh lập tức xuất hiện trước người vệ kim tiên ngăn giữa nó và tề thiên tiêu thân hình tề thiên tiêu hơi chậm lại dừng tại chỗ lông mày nhíu chặt nhìn người nọ đánh giá chỉ thấy người đó vóc dáng khôi ngô khuôn mặt ngâm đen là một trung niên có khuôn mặt bình thường đúng là hàn lập đã biến ảo dung mạo mắt thấy hàn lập tới trên người kim đồng lóe lên quang mang lại hóa thành bộ dạng nữ đồng, tay vẫn còn ôm nửa cây cột đá kia. Kim đồng, có phải có người muốn khi dễ ngươi? Hàn lập lướt nhìn tề thiên tiêu, quay người nói với kim đồng. Trong khi nói chuyện, hắn vẫn không có áp chế khí tức, cố ý hiển lộ cảnh giới kim tiên trung kỳ của mình. Đại thúc, khi dễ ta chính là tên dâu bạc đã bị ta ăn. Kim đồng thè lưỡi liếm liếm bờ môi, đáp. Một màn hỏi đáp nhìn như tùy ý lại làm tất cả những người còn lại dừng bước chân, không dám tiếp tục tới gần, mà thần sắc mỗi người khác nhau nhìn về bọn hắn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ đề phòng. Bọn họ tự nhiên đã nhận ra, hai người trước mắt này nhìn như vô hại, nhưng nữ đồng với bím tóc kim sắc, bản thể chỉ có Phệ Kim Tiên thực lực Kim Tiên mới có được. Mà cho tới bây giờ bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua, tại tiên giới có vị tiên nhân nào có được một Phệ Kim Tiên cấp Kim Tiên, người như vậy dù là ai cũng không dám xem thường. Chương 487, Kim Vân Đan Kiếp, Hàn Lập đột nhiên xuất hiện làm cho cả hai người hô ngôn đạo nhân và Vân Nghê đều kinh ngạc, họ cũng không hiểu vì sao mới có mấy tháng không gặp mà Hàn Lập đã trở thành một gã kim tiên, đã vậy còn không biết từ đâu ra một con vệ kim tiên cấp kim tiên nữa, nhìn qua thì thấy quan hệ giữa bọn hắn rất thân thiết. Mặt mày cao có, Kim Đồng tỏ vẻ oán trách, đại thúc, tại sao bây giờ ngươi mới đến vậy? Tuy bị một đám kim tiên không có hảo ý ngấp nghé, nhưng Kim Đồng cũng không thèm để tâm đến việc đó. Hàn Lập quay qua nhìn nó, trừng mắt lên nói, tốt rồi, ăn no rồi, nghỉ ngơi một chút đi rõ ràng kim đồng không phải đứa trẻ ngây thơ tất nhiên hiểu ý hàn lập nói ngón tay nhỏ chỉ vào pháp trận còn sót lại nói những thứ này đều là của ta đừng hòng kẻ nào cướp của ta ta chưa ăn xong đâu ta sẽ thu lại cho ngươi sau khi trở về từ từ mà ăn tiếp hàn lập vừa cười vừa nói được rồi kim đồng hơi do dự một chút sau đó bất đắc dĩ nói ra hàn lập gật đầu một cái phát tay đánh ra mấy đạo pháp quyết tới bốn cây cột đá màu trắng cuối cùng trước mắt bao người nghênh ngang biến tất cả nhỏ lại, sau đó thu vào. Sau cùng, Kim Đồng liếc mắt nhìn đám phong thiên đô giống như là khiêu khích, nghênh ngang nói một câu, nhớ kỹ, có thứ tốt phải gọi bổn tiên như đó. Dứt lời, kim quang trên người nàng sáng ngời, hóa thành một con kim sắc bỏ cánh cứng to cỡ ngón tay cái, bay lượn trên không trung một vòng rồi đậu lên ngón vô danh trên tay trái hàn lập, giống như một chiếc nhẫn vàng vậy. Thấy một màn này, thần sắc mọi người càng thêm phức tạp vừa rồi chỉ thiếu chút nữa là tiêu tấn hàn sử dụng hậu thủ tuy chưa chắc có thể hoàn toàn thay đổi tình thế nhưng chắc chắn mọi người ở trong cốc này sẽ gặp phiền toái không nhỏ ít nhất cũng bị chết vài người kế hoạch bao vây tiêu diệt y chưa chắc đã thành công chính vì đột nhiên xuất hiện đầu phệ kim tiên này mà cục diện thay đổi làm cho kẻ đứng đầu bắc hàn tiên cung một đời thiên kiêu tiêu tấn hàn cuối cùng nuốt hận ở minh hàn tiên cung triệt để đền tội rồi lúc này hàn lập đột nhiên xuất hiện lại dùng thân phận chủ nhân của vệ kim tiên thu hồi bảo vật với phong thái hết sức tự nhiên đương nhiên càng làm cho bọn họ nghi ngờ vẻ mặt phong thiên đô hơi trầm xuống mắt lóe lên dị sắc nhìn đánh giá hàn lập vẻ mặt tề thiên tiêu và đám người phục lăng tông cũng đầy cảnh giác ánh mắt ít nhiều lộ ra thái độ thù địch hai người nam lê tộc là lão giả cùng lão bà tóc bạc liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt đều lộ vẻ nghi hoặc lúc trước tại thời điểm tiến vào minh hàn tiên phủ bọn họ từng gặp thoáng qua đám người chân diễm tông cho nên đại đa số đều có chút ấn tượng về bộ dáng và dung mạo của Hàn Lập. Tuy nhiên, lúc trước chẳng qua hắn chỉ là một tu sĩ có cảnh giới chân tiên hậu kỳ, cũng không có gì nổi bật, không ngờ lúc hắn xuất hiện lần nữa, lại không đơn giản chút nào. "Thiên Vũ, ngươi chạy đi đâu vậy?" Hại lão phu phải tìm kiếm một hồi, nhưng vào lúc này, lão giả áo đen do hô ngôn đạo nhân biến thành, bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hàn Lập nghe thấy vậy, liền nhìn về phía đó mỉm cười, từ từ bước tới. Những người khác thấy thế, vẻ mặt kinh ngạc lại lần nữa lộ ra. Sư thúc, lúc trước ta bị nhốt trong một cung điện, sau khi thoát ra ngoài thấy chỗ này có chút khác thường liền chạy thẳng tới. Đi đến phụ cận, Hàn Lập nói với hô ngôn đạo nhân. Hô ngôn đạo nhân nghe vậy không nói gì nữa, nhưng lại âm thầm truyền âm dò hỏi, lệ đạo hiếu, cuối cùng xảy ra chuyện gì vậy? Cảnh giới tu vi của ngươi, Hàn Lập đành phải bất đắc dĩ truyền âm trả lời một câu, ta đã nói thực với ngươi, là ta bị nhốt trong một cung điện, nháy mắt sau thoát được ra ngoài, tu vi liền biến thành kim tiên, người không tin sao? Tất nhiên ta không tin, hồ ngôn đạo nhân khẽ giật mình, đáp. Lúc này vân nghề bỗng nhiên truyền âm với hồ ngôn đạo nhân, khả năng người này tu luyện luân hồi mật thuật nào đó, trước kia đã ẩn tàng tu vi nhằm mưu cầu vô tướng chân luân kinh của tông môn. Nghe Hàn Lập nói vậy, đám người phong thiên độ tự nhiên sẽ không tin tưởng rồi, do vậy không những không buông lỏng đề phòng hắn, ngược lại địch ý bao trùm tới cả đám hồ ngôn đạo nhân và vân Nghe. Ánh mắt ba người Âu Dương Khuê Sơn dao động một chút, bỗng nhiên từ từ cất bước về phía hô ngôn đạo nhân đứng cách đó không xa. Hiển nhiên bọn họ biết rõ thân phận thật sự của đám người hô ngôn. Mặc kệ là do bọn họ có tâm hướng về đồng môn cũ hay là kiêng kỵ thế lớn của Phục Lăng Tông nên mới lựa chọn như vậy. Nhưng bởi vì lựa chọn của bọn họ mà tình hình trong cốc đã cải biến. Vừa rồi mọi cùng nhau liên thủ, nhưng giờ đã bắt đầu dương cung bạt kiếm. Phong Thiên Đô thấy thế, khóe miệng hiện ra một vòng mỉa mai, ánh mắt lại nhìn về phía hai người nam lê tộc. Lão giả nhìn về phía lão bà với ánh mắt phức tạp, ánh mắt tỏ vẻ tham dò ý kiến. Lão bà khẽ lắc đầu, không lựa chọn gia nhập, ngay thời điểm bầu không khí trong sơn cốc trở nên có chút phi diệu, bỗng nhiên giữa không trung truyền đến tiếng nổ ầm ầm. Thần sắc mọi người nhao nhao biến đổi, đồng thời ngước mặt nhìn lên không trung. Chỉ thấy trên bầu trời bắt đầu gió dục mây vần, vô số kim quang tuôn ra tập trung lại một chỗ, rất nhanh hình thành một đám mây kim sắc cực lớn. Trong đám mây cuồn cuộn kim quang, hầu như che kín non nửa bầu trời, làm cho cả bầu trời đều tản mát ra kim quang rực rỡ, phát ra từng đợt chấn động khí thức cường đại, kéo theo thiên địa linh khí chung quanh mười dặm bị kích động không ngừng. Một cỗ uy áp cường đại ngưng thực từ trên cao phủ xuống cuồn cuộn, theo đó là ánh sáng kim sắc chói lóa bao trùm cả sơn cốc, cả sơn cốc như được phủ bằng màn nước kim sắc. Đan kiếp hàng lâm, chẳng lẽ, ánh mắt hàn lập hơi đổi, một màn này cũng không xa lạ gì với hắn, hắn quay về phía hô môn đạo nhân thì thào hỏi. Đúng vậy, Tòa sơn cốc này chính là Thái Ất Điện, mà trong điện thờ chính là chỗ luyện chế Thái Ất Đan. Lúc này chính là thời khắc mấu chốt đan thành, cho nên mới đưa tới Kim Vân Đan Kiếp. Thần sắc Hầu Ngôn đạo nhân không thay đổi, gật đầu nhẹ, xác nhận phỏng đoán của hắn. Phong Thiên Đô nhìn lên bầu trời, vừa liếc nhìn tòa thạch bích màu trắng trong sơn cốc, thấy sơn hà đồ khắc trên đó chấp động quang mang, núi non rung động, sông ngòi chảy róc rách, dường như sắp sống lại. Cùng lúc đó, màn sáng màu trắng bao trùm ở phía trên bắt đầu trở nên càng nồng đậm hơn. Hặc hặc, vậy mà ở chỗ này, phong đạo hữu tới sớm thật đấy. Đột nhiên trên sơn cốc truyền đến một tiếng cười sang sảng. Một cây làm sắc thủy liên chậm rãi từ trên cao phủ xuống, vừa chạm đến mặt đất liền lóe lên quang mang, biến mất không thấy đâu nữa. Bên trong quang mang hiện ra hai thân ảnh, đúng là Lạc Thanh Hải cùng tên đệ tử trẻ tuổi, dung mạo thanh tú, nam kha mộng. Về phần những nhân sĩ khác của Thương Lưu Cung, chẳng biết tại sao không thấy đi theo. Sau khi hạ xuống đất, lập tức gã quét nhìn tất cả mọi người trong sơn cốc một lượt, ánh mắt mơ hồ dừng lại trên thân hàn lập một chút. Tới sớm cũng không bằng lạc đạo hữu tới đúng lúc, đan kiếp vừa mới xuất hiện, người lại đến. Gò má trên gương mặt giống như cương thi của phong thiên đô hơi nhúc nhích một chút, danh sao người vậy, vẻ bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Lạc Thanh Hải cũng không thèm để ý đến lời nói của Phong Thiên Đô, chỉ đánh giá tình huống trong cốc một chút, sau đó nói, xem ra chỗ này đúng là thái ất điện rồi, lúc trước tìm được một cái cung điện ở dưới nước, cơ quan trùng trùng điệp điệp, phí biết bao công sức, đả thương không ít người, cuối cùng lại không phải thái ất điện. À đúng rồi, mọi lần tiêu đạo hữu luôn đi trước một bước, như thế nào giờ lại không thấy bóng dáng. Trong lòng phong thiên đô thầm mắng một tiếng lão cáo già, nghĩ thầm có lẽ lão thất phu này đã tới sớm nhưng ẩn núp ở một bên, tọa sơn quan hổ đấu, chỉ chờ lão lưỡng bại câu thương với tiêu tấn hàn sẽ chạy ra làm ngư ông đắc lợi chỉ là không nghĩ tới, Tiêu Tấn Hàn lại chết nhanh như vậy, cũng không làm những thế lực khác tiêu hao thực lực nhiều. Nếu không phải đột nhiên xuất hiện Đan Kiếp, chỉ sợ gã cũng không hiện thân lúc này mà tiếp tục đợi Phục Lăng Tông cùng những người khác chém giết tới Thiên Hôn Địa Ám, sau đó mới xuất hiện. Người quan trọng như Tiêu cung chủ luôn bận rộn, có lẽ đạt được đại cơ duyên nào đó, chứng mắt nơi này. Phong Thiên Đô lạnh lùng nói, đối với rất nhiều thế lực ở Bắc Hàn Tiên vực, trong tất cả các tu sĩ, duy nhất chỉ có Trúc Long Đạo mới được lão để vào mắt. Tuy rằng thực lực tiêu tấn hàn mạnh mẽ, nhưng trong lòng lão thì không so được với Bách Lý Viêm. Về phần Lạc Thanh Hải, trong lòng lão luôn có chút xem thường. Nếu như vậy, ngược lại là chuyện may mắn, lại nói tiếp, trước đây không lâu ta cùng tiêu cung chủ còn có duyên gặp mặt một lần đấy. Thần sắc Lạc Thanh Hải mịt mờ, vừa cười vừa nói. Nếu như Lạc Đạo Hiếu đã ở đây, không ngại thử nhìn một chút, có thể phá vỡ cấm chế trong cốc này không? Các hạ là trận pháp đại sư, chắc có không ít biện pháp ánh mắt phong thiên đô hơi trầm xuống nói không cần phí sức cho chuyện này nếu đã là cấm chế thủ hộ thái ất điện thì mình ta phá giải làm sao được chỉ sợ vẫn cần các vị đại kim tiên trong cốc tương trợ mới phải lạc thanh hải khoát tay áo cười nói gã vừa dứt lời bỗng nhiên đám mây kim sắc giữa không trung bắt đầu co rút lại ngay phía trên sơn cốc ngưng tụ ra một vòng xoáy hải vân cực lớn quang mang ở chính giữa tăng vọt truyền ra từng tiếng sấm vang rền đan kiếp sắc phủ xuống sau một kích này chỉ sợ là sẽ hình thành đan dược, chúng ta cũng không thể tiếp tục đứng ở đây chờ hết thời gian. Thần sắc lạc thanh hải bỗng nhiên biến đổi, nét vui vẻ trên mặt biến mất, nghiêm mặt nói. Ánh mắt phong thiên đô ngưng lại, gật đầu một cái. Chư vị, việc phá giải cấm chế cần mọi người toàn lực tương trợ, nếu không thì không ai trong chúng ta có thể tiến vào thái ất điện, sẽ lãng phí mất thiên đại cơ duyên này. Nhìn về phía những người khác, lạc thanh hải cao giọng nói ra. Đã như thế, chúng ta nguyện ý tương trợ thần sắc hô ngôn đạo nhân không thay đổi, nói ra. Cùng mọi người mở ra cấm chế, lão thân cũng không dị nghị. Nhưng nhân số các người đông hơn, một khi tiến vào trong đó, đừng nói tới việc chúng ta tranh đoạt cơ duyên, ngay cả việc bảo vệ tính mạng cũng khó. Lão bà tóc bạc, một trong hai vị kim tiên của Nam Lê Tộc không nhanh không chậm nói ra. Nếu đã tới đây tìm kiếm cơ duyên thì việc mạo hiểm là không thể tránh khỏi. Nếu nghĩ rằng không cần mạo hiểm mà vẫn được chỗ tốt thì các người nên ở nhà mà chờ bánh từ trên trời rơi xuống cho nhanh tề thiên tiêu khẽ gắt một tiếng, không vui nói. Tề tông chủ, không thể nói như vậy được, nhân số phục lăng tông các người đông hơn, khó tránh khỏi làm những người khác sinh lòng sợ hãi. Nếu muốn mọi người đồng tâm hiệp lực phá cấm thì các người cũng phải nhượng bộ một chút. Lạc Thanh Hải vừa cười vừa nói, tề thiên tiêu nghe vậy, đang định mở miệng nói gì thêm, đã bị phong thiên đô ngăn lại. Không sao, nếu như dì tộc bọn hắn chỉ có hai người, mà lạc cung chủ cũng chỉ có hai người, như vậy chúng ta quy định một chút, sau khi phá cấm, mỗi bên có hai người được phép tiến vào thái ất điện, như thế nào? Phong Thiên Đô mở miệng nói ra, chương 488 tiên sứ, nghe Phong Thiên Đô nói vậy, những người còn lại đều kinh ngạc, mặt lạc thanh hải cũng lộ ra chút dị sắc, gã không ngờ Phong Thiên Đô lại dễ nói chuyện như vậy. Ha ha, ta biết chư vị đang lo lắng cái gì, kỳ thật không cần phải như vậy. Bây giờ đang cấp bách, nếu không ta cũng không ngại ở trong cốc này chém giết sinh tử cùng chư vị Phân rõ cao thấp trước rồi từ từ phá cấm sau phong thiên đô cười nhạt một tiếng nói ra phong trưởng lão nói vậy sai rồi đề nghị này rất tốt thương lưu cung hoàn toàn không dị nghị lạc thanh hải vừa cười vừa nói nam lê tộc cũng đồng ý mặt không đổi lão bà tóc bạc nói âu dương khuê sơn suy nghĩ một chút lập tức nói ra chúc long đạo chúng ta cũng không ý kiến trong sân cốc cũng chỉ còn ba người hô ngôn đạo nhân là chưa tỏ thái độ rõ ràng. Hàn lập liếc nhìn hô ngôn đạo nhân và vân nghe, trong lòng thở dài, tuy hắn cũng muốn tiến vào thái ất điện, nhưng lại không muốn cưỡng ép hô ngôn đạo nhân phải chọn hắn. Vì vậy hắn tính sẽ rút lui, sau này sẽ có những tính toán khác vậy. Vậy để lệ đạo hữu cùng ta tiến vào trong thái ất điện đi. Ngay lúc hắn định mở miệng nói thì hô ngôn đạo nhân bỗng nhiên nhìn Hàn Lập và Vân Nghe, đồng thời truyền âm nói. Vân Nghê nghe vậy, không nói gì, chỉ im lặng gật đầu nhẹ hàn lập thấy vậy lông mày trao lên có chút không hiểu nhìn về phía hô môn đạo nhân người tiểu tử này lão phu một mực nhìn không thấu nhưng có một việc ta tin tưởng người tuyệt đối không phải người bội bạc vì vậy mà người tiến vào trong đó lão phu cũng không phải lo lắng nhiều chủ yếu nhất là lão phu tin tưởng thực lực và thủ đoạn của tiểu tử nhà ngươi hô môn đạo nhân cười hắc hắc một tiếng tiếp tục nói chỉ sợ còn một nguyên do ngươi chưa nói ra bên trong thái ất điện càng thêm hung hiểm, mà ngươi lại không muốn vân nghề đạo hữu lâm vào hiểm cảnh chứ gì. Hàn lập cười trả lời, lệ đạo hữu cứ nói đùa, đúng rồi, còn chuyện này, trước đây ta đã đáp ứng đưa cho đạo hữu hai tầng sau của công pháp chân ngôn hóa luân kinh hô ngôn đạo nhân cười hạc hạc, tay cầm một vật kín đáo đưa cho Hàn lập. Vậy cảm ơn đạo hữu Hàn lập cười nói, mặt không đổi sắc thu vật trong tay vào. Vân nghề nghe vậy, nhìn về phía hô ngôn đạo nhân, trong mắt có chút vui vẻ, lại mơ hồ có chút lo lắng chư vị, trần diễm tông bọn ta cũng không ý kiến. Hồ ngôn đạo nhân cũng nhìn lại mỉm cười, sau đó quay qua tuyên bố với những người khác như vậy. tốt, nếu như mọi người không có ý kiến, việc này không nên chậm chế, chúng ta bắt đầu phá giải cấm chế ở chỗ này đi. lạc thanh hải mở miệng nói ra, chúng nhân nghe vậy, nhao nhao tụ tập lại, đi tới hướng tấm thạch bích kia. theo ta thấy, trên thạch bích này vẽ hình núi sông, tương tự như trên minh sơn hà đồ mà lúc trước chúng ta đã dùng để tiến vào minh hàn tiên phủ nhưng lại không giống hoàn toàn. Lão Phu vừa mới suy diễn một phen, nếu ở đây có 13 vị kim tiên, vậy chiếu theo cửu cung phá trận đồ, đồng thời thi triển cửu linh nhiếp chân thuật, có lẽ có thể phá giải được. Lạc Thanh Hải mở miệng nói ra, lời vừa nói ra, hiện trường trầm mặc một hồi, mọi người tại đây dường như đang nghĩ tới cái gì. Hàn lập liếc nhìn hô ngôn đạo nhân, lông mày khẽ nhướng lên. Cửu cung phá trận đồ là một loại trận đồ phá giải cấm chế được truyền lưu khá rộng trên tiên giới, cấp bậc cũng không thấp, biến hóa rất nhiều. Mà Cửu Linh Nhiếp Chân Thuật lại là bản giản lược thần thông của Đại Ngũ Hành Nhiếp Linh Chân Quang, hắn cũng không biết kết hợp hai phương pháp này với nhau thì có thể phát huy hiệu quả như thế nào. Đã như vậy, xin mời Lạc Đạo Hữu chủ trì trận pháp, chúng ta lập tức phá giải cấm chế này. Phong Thiên Đô suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Lạc Thanh Hải nghe vậy gật đầu nhẹ, cũng không khách khí, lập tức an bài phân tán những kim tiên ở đây ra, căn cứ phương vị trong cửu cung số thuật mà đứng tiếp theo lại giảng kỹ trình tự thi pháp của cửu linh nhiếp chân thuật. Bắt đầu đi, một lát sau, Lạc Thanh Hải ra lệnh một tiếng, bốn gã kim tiên phục lăng tông, một người thương lưu cung, hai gã tu sĩ kim tiên nam lê tộc, ba người trúc long đạo, tăng thêm ba người hàn lập nữa, tổng cộng 13 tu sĩ kim tiên, nhao nhao tay bấm cửu linh bí quyết, trong miệng ngâm tụng từng đợt chú ngữ cổ quái. Khi tiếng ngâm tụng vang lên, trên người bọn hắn cũng toát ra một cỗ khí lưu, quần áo trên thân tung bay phất phới, tiên linh lực trên cơ thể bắt đầu chấn động ngày càng mãnh liệt. Hàn Lập đang đứng tại một vị trí trên trận đồ, thúc giục pháp quyết, trong lòng cũng toát lên một loại cảm giác kỳ lạ. Rõ ràng không phải cùng một thân thể, vậy mà khi sử dụng đồng thời cửu linh nhiếp chân thuật và cửu cung phá trận đồ, lại làm sinh ra một loại liên hệ cổ quái mà trước đó chưa từng có, tiên linh lực của mọi người giống như hơn 10 con sông lớn, tất cả đều bị dẫn dắt bởi một lực lượng kỳ lạ, cùng đổ về hòa nhập lại trong một cái hồ nước. Cửa ra duy nhất của hồ nước chính là đoạn phía trước của pháp trận, nơi mà Lạc Thanh Hải đang đứng. Chỉ thấy hào quang xanh thấm bao phủ quanh thân gã, hai tay kết ấn tựa như đóa sen, đẩy về phía trước. Bên trong trận đồ, lập tức hào quang quanh thân mọi người bùng lên mãnh liệt, tiên linh lực trong cơ thể nhanh chóng tuôn ra, tập trung lại chỗ Lạc Thanh Hải đang đứng phía trước. Tiên linh lực tràn đến ảo ảo, dưới thân Lạc Thanh Hải lập tức hiện ra một hư ảnh hoa sen, đài sen bay lên lơ lửng, nâng gã bay lên giữa không trung, trong mắt sáng lên ánh sáng màu lam, phía trên pháp bảo quanh thân sáng lên mảnh màu xanh như tơ nhiệt, chạy qua chạy lại như vật sống. Hai tay gã khép lại, ngón tay điểm một cái về phía thạch bích màu trắng. Từ ngón tay gã bắn ra một cột sáng ngưng thực màu lam, đánh thẳng vào tấm thạch bích. Lập tức màn sáng màu trắng phía trên thạch bích rung động kịch liệt tựa như nước sôi, chính giữa bẹp bình từng gợn sóng trong suốt, lan ra bốn phía xung quanh. Hàn lập thấy vậy, đồng tử hơi co rụt lại, Xem ra lần phá cấm thứ hai này mới là phương pháp chính thức mở ra thạch bích màu trắng này, tốc độ cũng chậm hơn một chút. Cùng lúc đó, trên một hồ nước minh mông, sương khói âm u. Âm ầm ầm trên mặt hồ vang lên tiếng nổ đùng đùng không ngớt, thỉnh thoảng bùng lên những cột sóng hung tợn cao hơn trăm trượt, hào quang của pháp bảo và pháp thuật đan sen dày đặc, vô cùng rực rỡ. Chỉ thấy dưới mặt hồ có những xoáy nước cổ quái nối thẳng xuống đáy hồ, phía trên vòng xoáy có mấy đạo nhân ảnh, trong tay mỗi người đều nắm chặt pháp bảo, vừa di chuyển từng chút một trên mặt nước vừa chém giết những bóng thủy lam đang lao ra từ đáy hồ. Cũng không biết những bóng thủy lam này đến cùng là vật gì, mới nhìn bề ngoài thì giống như là khôi lỗi, thân thể do nước ngưng tụ thành, một khi bị cường kích sẽ tán loạn ra, nhưng rất nhanh sau đó lại ngưng tụ lại thành nhân ảnh tiếp tục công kích những người kia. Đang bị đám nhân ảnh thủy lam quỷ quái này công kích, không ai khác chính là Tuyết Oanh và đám người Bắc Hàn Tiên Cung trước đây đáp ứng là Thanh Hải tới hiệp trợ thương lưu cung. Lúc trước, khi bọn họ theo đám người thương lưu cung đi tới chỗ này thì chỗ này chỉ là một mảnh hoang vu hoàng sa chấp chới đầy trời đám người thương lưu cung đã bố trí pháp trận phá cấm ở tầng quang cháo màu vàng kia chỉ thiếu một kim tiên như nàng đến cùng phát động pháp trận nàng có thể trở thành phó cung chủ bắc hàn tiên cung nên cũng không phải là hạng người đơn giản trên đường tới đây đã thăm dò được từ lạc thanh hải sơ lược về tình hình chỗ này lúc trước cũng dò xét vài lần pháp trận này lại thêm được lạc thanh hải giải thích về hoàn cảnh chỗ này sau vài lần cân nhắc xác định không có vấn đề mới đáp ứng ra tay hỗ trợ thúc giục pháp trận kết quả ngay khi nàng hỗ trợ phá trận tại thời điểm nhìn thấy cấm chế của tòa cổ mộ sắp khai mở thì dị biến nổi lên ngay trung tâm khu vực hoang dã hoàng sa mịt mù rộng cả vạn dặm này bỗng nhiên biển cắt bốc lên mặt đất điên cuồng phập phồng tòa di tích mộ cổ giống như cự thú đột nhiên chìm xuống mặt đất chỉ trong nháy mắt phạm vi vài vạn dặm bỗng biến thành một hồ nước màu lam u ám này cùng lúc đó từ bên trong di tích đã chìm xuống mặt hồ lúc trước bỗng nhiên sáng lên một mảng trận đồ màu vàng dưới dòng nước tối tăm lại sinh ra một vòng xoáy cổ quái từ trong truyền ra trận trận hấp lực quỷ dị hút nàng lại không cách nào thoát ra được rồi sau đó xuất hiện những nhân ảnh cổ quái màu lam kia từ dưới nước liên tục tuôn ra không ngừng đến lúc nàng vất vả lắm mới ổn định lại thân hình thì lại phát hiện trong lúc hỗn loạn đám người thương lưu cung đã bỏ chạy rồi mà đám chân tiên của tiên cung vì cứu nàng nên cũng bị nhốt trên mặt nước tuyết oanh biết mình đã bị đám thương lưu cung tính kế trong lòng phẫn uất không thôi, nhưng cũng không cách nào thoát thân được. Ngay lúc Tuyệt Oanh có nguy cơ bị xa lầy trong khổ chiến, bỗng nhiên trên không trung có một bích ngọc phi xa bay nhanh đến, huyền phù phía trên mặt hồ. Đứng ở trên phi xa là một nam tử trung niên có dáng thon dài, dung mạo thanh nhã, ánh mắt rơi trên mặt hồ, lông mày hơi nhăn lại, đưa tay phất lên. Chỉ thấy trong tay gã có một vật có màu hơi vàng, hiện ra đầu bạch ngọc tỳ hưu, sáng bóng ôn nhuận, sau đó xẹt một đường vòng cung giữa không trung, ùm ụp một tiếng đã rơi vào trong hồ nước sau một lát trên mặt hồ bỗng nhiên nổi lên một hồi sóng gió động trời một đạo bạch quang sáng trói từ chỗ sâu trong đáy hồ bay vọt thẳng lên xuyên qua dòng nước xoáy rồi bay ra khỏi mặt nước đó là một đầu khôi lỗi trắng như tuyết có hình dáng tỷ hưu lớn tới mấy trăm trượng, trong miệng ngậm một khối ma mà bàn màu đen to cỡ mấy trượng, rẽ sóng ra bay thẳng vào không trung sau khi bay vào không trung rắc rắc vài tiếng giòn vang ngay lập tức khối ma mà bàn màu đen đã bị cắn vỡ nát Cùng lúc đó, thanh thế trên mặt hồ dần dần ngừng lại, từ từ khôi phục vẻ tĩnh lặng. Nhờ thế nhóm tuyết oanh mới có thể thoát khốn ra, nhào nhào bay vút lên không chung. Ổn định lại khí tức một chút, nàng không nhìn xem đầu tì hưu khổng lồ kia là vật gì mà bay thẳng về hướng bích ngọc phi xa. Tới gần hơn một trượng, thân hình tuyết oanh mới dừng lại, cung kính thi lễ với nam tử trung niên, mở miệng nói. Vãn bối tuyết oanh, ra mắt công thâu tiên sứ, nam tử trung niên dung mạo nho nhã kia không ai khác, chính là giám sát sứ thiên đình công thâu cửu. Công thâu gia và tuyết gia chính là thế giao, trong cùng thế hệ thì ta và phụ thân ngươi có quan hệ gần gũi nhất, ngươi gọi ta như vậy không phải quá khách sáo sao. Công thâu cửu cười ôn hòa nói, là vãn bối khách khí, công thâu thế bá, trên mặt tuyết oanh cũng hiện ra một vòng vui vẻ, sửa lời nói. Lúc trước nhận được tin tức của ngươi, nói ta cần tới Bắc Hàn Tiên vực một chuyến, ta lại bị những việc khác quấn thân, không kịp tới đây sớm hơn, không ngờ tới đây đã hỗn loạn như vậy rồi. Công Thâu Cửu khẽ thở dài, chậm rãi nói ra, "Tiêu Cung, lời nói tuyết oanh vừa ra khỏi miệng bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu liếc nhìn mấy tu sĩ tiên cung khác cách không xa sau lưng. Người có gì cứ nói đừng ngại, bọn hắn sẽ không nghe được." Công Thâu Cửu tùy ý vung tay lên, mỉm cười nói ra, "Chương 489, đằng sau cánh cửa." Tuyết Oanh nghe Công Thâu Cửu nói như vậy, trong lòng hơi động một chút, cảm thấy chung quanh có một màn sáng vô hình như có như không bao bọc hai người bọn họ vào trong đó những năm gần đây tu vi tiêu cung chủ tăng trưởng không ít một lòng muốn chỉnh hợp các thế lực bắc hàn tiên vực đã làm nhiều sự tình ngoài sáng trong tối vì vậy gần ngàn năm qua tiên vực cũng không yên ổn từ sau lần vây quét bách lý viêm trước kia phục lăng tông và thương lưu cung biểu hiện ra ngoài nhìn như rất là biết điều trên thực tế lại đang ẩn nhẫn xúc tích lực lượng mà thôi nếu tiêu cung chủ vẫn tiếp tục khư khư cố chấp như thế chỉ sợ bắc hàn tiên vực sớm muộn cũng sẽ sinh biến vãn bối cũng là bất đắc dĩ mới đi quá giới hạn tiến hành thần sắc tuyết oanh ngưng trọng chậm rãi nói ra, không cần nghĩ nhiều như vậy, dù ngươi không liên hệ với ta, thiên đình cũng đã chú ý tới tình huống không ổn bên này rồi. Trên thực tế, những năm gần đây luân hồi điện hoạt động càng ngày càng nhiều, làm dung chuyển tiên vực cũng không chỉ có mỗi bắc hàn này. Lúc trước ta vì xử lý sự tình một tiên vực khác, nên đến bắc hàn tiên vực này chậm. Kết quả vừa đến lại gặp minh hàn tiên phủ xuất thế, ta liền trực tiếp đến bên này rồi. Công thâu cửu khoát tay áo, nói ra, Lần này vãn bối thật là may mắn gặp được công thâu thế bá, nếu không còn không biết phải bao lâu mới có thể thoát khốn, thật là làm cho người chê cười." Tuyết Oanh nói xong, lại ôm quyền thi lễ một cái. "Đây là Huyền Vũ thủy cơ trận, chỉ có từ ngoại giới tiến vào dưới nước, phá hư trụ cột mới có thể phá giải. Các ngươi bị vây khốn trong trận, sẽ càng bị hút chặt, dù là Kim Tiên hậu kỳ cũng khó tự cứu lấy mình." Công thâu Cửu vừa cười vừa nói, "Chúng ta bị như vậy cũng là do lão hồ ly Lạc Thanh Hải mà ra." Trong mắt tuyết oanh hiện lên một tia ảm đạm, thở dài nói. Tiêu tấn hàn hiện ở phương nào? Công thâu cửu chuyển chủ đề hỏi. Trước khi vãn bối tới đây, mới ly khai với ngài ấy không lâu, giờ ta mang người đi tìm ngài. Tuyết oanh hơi ngẩn ra, vội vàng nói. Đi thôi, công thâu cửu gật đầu nhẹ, tiện tay vẫy một cái vào hư không. Đầu tì hưu cực lớn trắng như tuyết kia đã nuốt khối ma mà bàn màu đen vào trong bụng, nó há miệng ở một cái, bỗng nhiên hào quang thu vào, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, một lần nữa hóa thành một kiện bạch ngọc, bay trở về trong tay công thâu cửu. Chỉ là trong bụng nó nhiều ra một điểm nhỏ màu đen, hình thái vẫn bảo trì bộ dáng há miệng ợ hơi. Sau đó, hai người mang theo đám chân tiên kia, đồng loạt bay ra khỏi hồ nước, bay vút về phía xa. Bọn họ đều không biết được, phía dưới hồ nước là một phế tích cổ mộ, còn có một hành lang hắc thạch kéo dài, phía trên khảm nạm từng khối huỳnh thạch màu trắng hình dạng không giống nhau, chiếu sáng cả thông đạo sáng như tuyết. Bên trong thông đạo có một thân ảnh thướt tha đang bước từng bước một, chậm rãi tiến vào chỗ sâu trong hành lang. Dưới ánh huỳnh quang chiếu rọi, da thịt của nàng trắng hơn tuyết, khuôn mặt như vẽ, khoảng chừng 20 tuổi, đúng là Lục Vũ Tình. Lúc này mặc dù hai mắt nàng sáng như sao, nhưng trên mặt lại không có cảm xúc, chỉ bước từng bước một đi vào chỗ sâu dưới mặt đất. Trong sơn cốc, trên thạch bích màu trắng được khắc hình núi sông bỗng lóe lên kim sắc quang mang. Hình ảnh tầng tầng núi treo leo và sông lớn uốn lượn chín khúc dài đằng đẵng càng thêm sắc sảo rõ ràng, bỗng bay ra một miếng phù văn màu vàng, di chuyển liên tục trên màn sáng màu trắng. Hào quang chợt tản ra, sau đó hòa tan tiến vào bên trong màn sáng. Nguyên bản màn sáng đang chấn động kịch liệt, lập tức như bị nhúng vào trong đại lượng chất lỏng màu vàng, trở nên thập phần sền sệt, đồng thời một lần nữa ổn định lại. Lạc Thanh Hải thấy thế, lông mày cao lại, hai tay biến đổi pháp quyết, trong miệng quát lên một tiếng. Lên theo tiếng vang này, hư ảnh đài sen dưới thân gã lập tức lóe lên hào quang mãnh liệt, trở nên càng thêm ngưng thực. Cùng lúc đó, bốn phía đài sen vang lên từng trận tiếng gió rất nhỏ, một vòng xoáy màu lam ngưng tụ ra, từ trong truyền ra từng cỗ lực hút vô cùng cường đại. Hàn lập thấy thế, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, hắn cảm thấy tiên linh lực trong cơ thể giống như là mở cổng xả lũ, điên cuồng chút vào bên trong vòng xoáy đài sen kia. Ánh mắt của hắn quét qua chung quanh, nhìn về phía những người khác trong trận, đều thấy diện mục bọn họ khác thường, hiển nhiên cũng giống như mình, bị hấp thụ đại lượng tiên linh lực. Chư vị chớ hoảng sợ, cấm chế thạch bích này còn mạnh hơn vài phần so với dự đoán lúc trước, cần hao phí thêm chút khí lực. Lúc này, Lạc Thanh Hải bỗng dưng mở miệng, thanh âm truyền ra từ giữa không trung. Lạc đạo hữu chuyên tâm phá cấm là được, nếu muốn dùng thủ đoạn này để hao tổn tiên linh lực những người khác, không khỏi quá mức ngây thơ, ta nghĩ người cũng không dám làm việc này. Giọng nói phong thiên đô khàn khàn vang lên, phong đạo hữu nghĩ như vậy, ta cũng yên tâm. Lạc Thanh Hải cười trả lời, trong khi nói chuyện, đài sen dưới thân gã đã triệt để hóa thành thực chất, thoạt nhìn như là thủy tinh màu lam, sáng long lanh, chiết xạ đạo đạo quang mang. Mở, Lạc Thanh Hải thấy thế, khóe miệng hiện ra một tia vui vẻ, trong miệng chợt quát lên. Đài sen lam tinh tràn đầy tiên linh lực của mọi người, lập tức từ dưới chân gã bắn ra, ở giữa không trung lóe lên hào quang, cánh hoa phiêu linh hạ xuống, lượn vòng, sau đó nhảy vào màn sáng màu vàng, rơi vào các nơi trong thạch bích màu trắng. Ngay sau đó, trên thạch bích liền có một màn kỳ cảnh hiện ra. Chỉ thấy ngay chỗ cánh sen rơi trên thạch bích, ánh sáng màu lam phun ra, chính giữa lại có nhiều đóa sen tối màu nở rộ ra, sinh sôi đầy cả tòa thạch bích. Hàn Lập thấy thế, trong lòng có chút tán thưởng, càng thêm hiểu rõ. Lạc Thanh Hải và bọn hắn cùng một chỗ bố trí cửu cung phá trận, ý đồ gom lại sử dụng cửu linh nhiếp thực thuật, công dụng bất quá là mượn tạm tiên linh lực mọi người mà thôi, thủ đoạn chính thức phá giải cấm chế nơi này hẳn là liên hoa màu lam óng ánh này mới đúng ngay lúc hắn có chút lo lắng nảy sinh biến cố bất ngờ thì song trưởng lạc thanh hải đẩy ngang ra động tác nhẹ nhàng thoạt nhìn phảng phất như là đẩy cánh cửa nhà mình ra sân nhỏ mà thôi nhưng mà theo song trưởng của gã đẩy ra sau đó lại tách ra hai bên màn sáng màu vàng trên thạch bích màu trắng đã trải rộng hoa sen lập tức vỡ vụn ầm ầm ở giữa thạch bích cũng mở ra một đạo kim tuyến như cánh cửa mở ra hai bên thạch bích từ từ mở ra không có chút thanh âm nào vang lên trong cốc cũng là một mảnh yên tĩnh Ánh mắt mọi người đều tập trung nhìn vào mảnh bạch quang đẹp mắt phía sau cửa kia, thần sắc đều khẩn trương dị thường. Thế nhưng lúc hai miếng thạch bích mở ra hoàn toàn, phía sau cửa vẫn như cũ chỉ có một mảnh bạch quang sáng ngời làm người không thể thấy rõ, chính giữa cũng không có vật gì, cũng không có chấn động nào truyền ra. Hàn Lập lật tay lấy ra một quả đan dược khôi phục tiên linh lực ăn vào, một tay cầm tiên nguyên thạch hấp thu linh lực, một bên dùng thần thông linh mục dò xét phía trong bạch quang. Nhưng rất nhanh, hắn phát hiện không có bao nhiêu tác dụng lọt vào trong tầm mắt là một mảnh trắng xóa, nửa điểm thần thức cũng không cách nào rót vào trong đó. Chư vị, cấm chế đã mở ra, hãy theo như ước định lúc trước, người đã chọn mới được tiến vào, nếu không lạc mỗ đành phải sử dụng thủ đoạn đóng cửa cấm chế, đến lúc đó phát sinh chuyện gì cũng chỉ có có trời mới biết ha. Mặt lạc thanh hải vui vẻ, ngữ khí ôn hòa lại mang theo vẻ nghiêm túc nói ra. Phong thiên đô nghe vậy, nhìn về phía thể thiên tiêu gật đầu nhẹ, hai người đi trước một bước, bay vào giữa bạch quang, thân ảnh lập tức biến mất không thấy gì nữa. Những người phục lăng tông khác quả nhiên lưu lại tại chỗ, không có người nào đi theo. Ngay sau đó, hai tu sĩ nam lê tộc cũng cùng nhau bay vào giữa bạch quang. Hồ môn đạo nhân nói nhỏ vài câu với Vân Nghê, nhìn Hàn Lập gật đầu nhẹ, hai người cũng bay vút lên, tiến nhập giữa bạch quang. Trong nháy mắt tiến vào trong đó, Hàn Lập cảm thấy hai mắt đau nhức một hồi, vô thức nhắm hai mắt lại. Sau một khắc, khi hắn mở mắt ra, liền phát hiện mình đã ở vào một thế giới kỳ dị khác chỉ thấy bốn phía trắng xóa một mảnh đều là sương mù màu trắng mịt mù xa xăm thoạt nhìn cũng không nồng đậm lắm lân cận vài chỗ còn có thể phân biệt sương mù và hư không nhưng ngoài mấy trăm trượng cả hai liền hoàn toàn hòa làm một thể do xét một lát hàn lập liền phát hiện nơi này chẳng những tầm nhìn bị ngăn trở thần thức cũng đồng dạng không cách nào thấy được quá xa hắn phát hiện mấy người tiến vào nơi này lúc trước cũng đều đứng trong sương mù mênh mông trắng xóa đều kéo ra một chút khoảng cách với nhau thần sắc ngưng trọng nhìn khắp nơi đánh giá Hiển nhiên, tiến vào nơi này, tâm thần tất cả mọi người đều khẩn trương, không có người nào dám tùy tiện nhảy vào trong đám sương mù dày đặc này. Chốc lát sau, thân hình Âu Dương Khuê Sơn và một gã kim tiên trúc lòng đạo khác lóe lên, xuất hiện trong hư không xương trắng. Hai người liếc nhìn hô ngôn đạo nhân bên này, nhưng chỉ kéo gần lại chút ít khoảng cách, cũng không tụ tập cùng một chỗ. Rất nhanh, Lạc Thanh Hải cũng mang theo đệ tử Nam Kha Mộng Tiến nhập nơi này. Ô, tại sao chư vị đạo hữu còn lưu lại chỗ này, chẳng lẽ đang đợi lạc mỗ sao? Vậy tại hạ cũng không khách khí, trên mặt gã hiện lên vẻ vui vẻ ấm áp, mở miệng hỏi, ánh mắt nhìn bốn phía đánh giá. Tất cả mọi người tại đây cũng không có lên tiếng, đều tự mình vận dụng thần thông tìm kiếm phương hướng. Hàn lập nhìn sương mù bốn phía, trên mặt hiện ra vẻ do dự, thần thông linh mục của hắn không có chút tác dụng ở chỗ này, nếu vận dụng chân thực chi nhãn có lẽ còn có chút thu hoạch. Nhưng nếu làm vậy, sẽ sớm bại lộ công pháp tu luyện của mình, Lúc đó khả năng ứng đối cục diện tiếp theo tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Ngay tại thời điểm hắn do dự, khóe mắt chợt nhìn thoáng qua, tên nam tử dung mạo thanh tú có chút âm nhu đứng cùng Lạc Thanh Hải, dưới đáy mắt tựa hồ có xương mù màu trắng bốc lên, đang nhìn một phiến hư không ở phía xa, suy nghĩ xuất thần. Mà Lạc Thanh Hải đứng bên cạnh gã, nhìn như chẳng thèm tìm kiếm các nơi khác, lực chú ý vẫn để trên thân người đệ tử này. Hàn Lập xoay chuyển ánh mắt, cũng bất động thanh sắc nhìn về bên kia nhưng chỉ thấy đó là một mảnh xương trắng minh mông, không phát hiện được cái gì. Chẳng lẽ người này có linh mục đặc thù, trong lòng hàn lập nghi hoặc, liền đem lực chú ý phân ra một bộ phận, lưu tại trên người của gã. Đứng chờ như vậy cũng không phải là biện pháp, chư vị không ngại tự mình chọn lựa một phương hướng, tự mình dò xét một chút chứ. Sau một lát, Lạc Thanh Hải đột nhiên cao giọng nói ra. Hừ, xương trắng này có thể ngăn cách thần thức, ai biết bên trong cất giấu cái gì cổ quái. Tùy ý bay vào trong đó, không phải là tìm đường chết sao lão bà tóc bạc nam lê tộc chống kim trượt âm thanh lạnh lùng nói nếu như chư vị không dám mạo hiểm vậy lạc mỗ đi trước một bước a à. lạc thanh hải vừa cười vừa nói dứt lời y liền kéo cánh tay đồ nhi mang theo gã đệ tử bay lên không trung theo phương hướng kia chương 490, ta tin hô ngôn đạo hiếu chúng ta đi theo thôi hàn lập suy nghĩ một chút rồi truyền âm nói với hô ngôn đạo nhân sao vậy người phát hiện ra điều gì rồi ư Hồ ngôn khẽ giật mình, có chút do dự hỏi lại. Vì trong tình huống như thế này nếu chủ động theo sau người khác rất dễ bị hiểu lầm là có ý đồ xấu hoặc cố tình khiêu khích. Mà hiện tại lão cũng không có ý định trêu chọc tới lão hồ ly lạc thanh hải này. Nhớ lại nhiều năm trước, Bách Lý Viêm đã từng nói với lão, lạc thanh hải luôn ra dáng người tốt giúp đỡ người khắp phương nhưng thực sự trong lòng lại rất nhỏ mọn tính toán. So ra thà rằng đắc tội với Phục Lăng Tông chủ tề thiên tiêu còn hơn trêu chọc vào hắn. Ta hoài nghi tên đệ tử của Lạc Thanh Hải sở hữu năng lực đồng tử đặc thù, có thể phát hiện được phương vị thái ất điện, nhưng cũng chưa dám chắc. Tuy nhiên nhìn vào hành động của Lạc Thanh Hải quả thật rất đáng nghi ngờ. Hàn Lập lên tiếng giải thích, theo như tính nết của lão hồ ly kia thì phải để những người khác mạo hiểm đi trước dò đường mới đúng, đằng này lại chủ động xâm nhập vào trong mê vụ, quả thật rất kỳ lạ. Thôi theo ý của người đi, chúng ta nhanh đuổi theo bọn hắn. Hồ Ngôn Suy đi tính lại rồi hạ quyết tâm nói, thân hình hai người Hàn Lập khẽ động, lao vào màn xương mù trắng nhanh chóng đuổi theo âu dương khuê sơn liếc nhìn tên nam tử tóc vàng cùng là trưởng lão trúc long đạo hai người trao đổi ánh mắt rồi bay về phương hướng khác trách về phía bên trái đội ngũ nam lê tộc cũng không ở lại nữa mà tìm đường riêng của mình chẳng mấy chốc cả nhóm chục người chỉ còn phong thiên đô cùng tề thiên tiêu là còn ở nguyên tại chỗ hai người lặng lẽ nhìn các phương thế lực lần lượt rời đi mặt bính tĩnh không biểu hiện ra điều gì đến lúc rồi đi thôi lát sau phong thiên đô đột nhiên mở miệng nói nói xong y vung tay tạo ra một màn sáng màu đen bao phủ cả tề thiên tiêu đứng cạnh rồi lao nhanh về hướng hàn lập và hô môn lựa chọn ở sâu trong mê vụ lạc thanh hải cùng đệ tử nam kha mộng bảo trì tốc độ bay về phía trước từ đầu đến cuối không chậm trễ chút nào bỗng nhiên nam kha mộng dừng lại nhìn về màn xương mờ mịt phía sau lưng rồi nói đại cung chủ phía sau có người đuổi theo ha ha điều này là đương nhiên ngươi nói xem là ai vậy lạc thanh hải cười cười hỏi là tất cả mọi người hai hàng lông mày nam kha mộng nhíu chặt, căng thẳng nói. Nghe được đáp án, khuôn mặt lạc thanh hải cứng đờ rồi nặn ra một nụ cười mỉa mai, chào phúng. Đuổi đến gần nhất là đội ngũ một già một trẻ của chân Diễm Tông, Trúc Long Đạo và Nam Lê Tộc đều lựa chọn đi đường vòng, nhưng trên thực tế vẫn là đi theo chúng ta, Phục Lăng Tông thì ở khá xa, dường như theo chân hai người chân Diễm Tông. Nam Kha Mộng quay đầu nhìn đi nhìn lại mấy lượt rồi đưa ra phán đoán tình hình. Chân Diễm Tông cái rắm chó, lão già dâu đen kia chính là hô ngôn đạo nhân của Trúc Long Đạo, còn tên hán tử da đen đi cùng với hắn thì có chút cổ quái, ta không nhớ bắc hàn tiên vực lại có nhân vật như vậy. Tiểu tử này như viên đá góc nào bỗng nhiên lăn tới, hiện tại ta cũng không rõ hắn từ đâu chui ra nữa. Lạc Thanh Hải cười mắng một câu rồi nhíu mày nói ra. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Nam Kha Mộng khẩn trương hỏi, thái ất đan sắp thành, không còn thời gian dây dưa cùng với bọn chúng. Đi thôi, khuôn mặt Lạc Thanh Hải trở nên nghiêm túc, kiên quyết nói. Lời vừa dứt, hai tay y bấm niệm pháp quyết, quang mang từ trên thân mình đại phóng dập dờn như nước bao phủ cả nam kha mộng. Chỉ nghe một tiếng bụp nhỏ vang lên, thân hình hai người như bọt biển, tiêu tán trong sương mù. Một lát sau, Hàn Lập và Hô Ngôn Đạo Nhân cũng đuổi theo đến nơi nhưng chợt dừng lại. Có chuyện gì vậy? Hô Ngôn Đạo Nhân trầm giọng nói. Trách không được bọn hắn không sợ chúng ta đi theo, thì ra đã sớm có chuẩn bị từ trước. Sắc mặt Hàn Lập không đổi, chậm rãi nói ra cái lão hồ ly này, được lắm, làm chúng ta lại thành con ruồi không đầu chạy loạn rồi. Hồ ngôn đạo nhân thở dài, không sao, ta còn có một phương pháp, nhưng cần đạo hữu xuất ra linh vực, che giấu giúp ta một chút. Hàn lập hơi do dự rồi mở miệng nói ra, được, ngươi cứ việc thi pháp. Hồ ngôn đạo nhân nghiêm mặt nói gấp, nói xong, trên thân lão phóng ra quang mang xích hồng, một tầng hỏa diễm linh vực nhanh chóng bành trướng bao phủ phạm vi mấy trăm trượng xung quanh. Không thể mở rộng thêm nữa, nếu không lão phu cũng không chắc chắn có thể che giấu hoàn toàn linh lực phát ra từ việc ngươi thi pháp. hô ngôn đạo nhân giải thích, thế này là đủ rồi, nếu lớn hơn nữa lại càng khiến người khác chú ý. Hàn lập gật đầu nói, dứt lời hai tay hắn bấm niệm pháp quyết liên hồi, sau người kim quang tỏa sáng, chân ngôn bảo luân hiện ra. Nhìn thấy quang mang sáng trói từ bảo luân, lại thấy từng đoàn từng đoàn đạo văn dày đặc khảm nạm trên đó, tự thân cảm nhận thời gian pháp tác chấn động mãnh liệt. Dù là người có kiến thức rộng rãi nhưng trong lòng hô ngôn đạo nhân giờ này như có sóng to gió lớn, trùng kích mãnh liệt. Điều này, điều này, miệng lão há ra, nửa ngày còn chưa khép lại được. Hàn lập không để ý đến dáng vẻ thất thố của hô ngôn mà chỉ chăm chú thúc giục chân thực chi nhãn, hướng về bốn phía xem xét. Chẳng mấy chốc hắn đã phát hiện được sâu trong biển xương trắng phía trước có gợn sóng không gian dao động không ngừng. Đã tìm được, Hàn Lập quát khẽ một tiếng, pháp quyết trên tay ngừng lại, chân ngôn bảo luân cũng thu lại hào quang biến vào trong cơ thể hắn. Mặc dù đã sớm biết ngươi tu luyện chân ngôn hóa luân kinh, nhưng không thể nghĩ rằng ngươi đã tu thành thời gian pháp tác đến trình độ như vậy. Hồ ngôn đạo nhân còn chưa hết ngỡ ngàng, chép miệng tán thán. Quả thực có chút cơ duyên nên khiến ta tu luyện công pháp này thuận lợi hơn bình thường một chút. Hàn lập cười cười từ chối cho ý kiến. Lệ tiểu tử, người nói thật cho ta biết, thời gian trước là do người cố tình giấu kín tu vi thực sự hay là kiêm tu luân hồi pháp tác nếu không tại sao trong thời gian ngắn ngủi như vậy đã tiến dai lên kim tiên trung kỳ rồi. hô ngôn đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc mở miệng hỏi. hàn lập nghe vậy thở dài một hơi có chút bất đắc dĩ trả lời. lúc trước ta không nói dối ngươi trước đây không lâu ta có tiến nhập một bí cảnh kỳ dị ở bên trong đó tu luyện vài vạn năm mới tiến cấp kim tiên trung kỳ vậy mà sau khi đi ra ta mới phát hiện thời gian bên trong trôi qua không đồng nhất với bên ngoài ở bên ngoài dường như còn chưa qua một cái trước mắt. Hồ môn đạo nhân nghe xong, trầm ngâm nửa ngày không nói, cuối cùng mới cố gắng cười, thở dài, thật sự người với người mà khác nhau quá, làm người khác ghen tị muốn chết. Ngươi, tiểu tử này, phúc duyên cũng quá lớn rồi. Hàn lập liếc mắt, cũng không nói thêm điều gì, như hắn sao được gọi là phúc duyên thâm hậu cơ chứ. Lần nào trước khi thu được kỳ ngộ cũng bị người khác đuổi giết chạy loạn khắp trốn. Có lần nào không là cửu tử nhất sinh, hồ ngôn đạo nhân bỗng nhiên đi một bước về phía hắn, bàn tay đưa ra hai viên ngọc giản trắng như tuyết, phía trên khảm nạm những đường vân màu vàng. Hàn lập thấy cử động này, lông mày khẽ nhếch, trong mắt không giấu được vẻ kinh ngạc. hô ngôn đạo hiếu, ngươi làm gì vậy? Hắn khó hiểu hỏi, đây là tầng 5 và tầng 6 chân ngôn hóa luân kinh. Bây giờ lão phu đưa cho ngươi, chỉ là có chuyện muốn nhờ. hô ngôn đạo nhân thần sắc trịnh trọng, mở miệng nói. Đạo hữu muốn yêu cầu gì, có thể nói qua không? Hàn lập nhíu mày hỏi sau khi đi vào thái ất điện, dốc toàn lực giúp ta lấy một viên thái ất đan, chỉ cần một viên là được. Hồ môn đạo nhân chậm rãi nói ra, với điều kiện không nguy hiểm tới bản thân thì ta có thể toàn lực giúp đỡ đạo hữu. Hàn lập không trực tiếp đáp ứng mà trả lời. Hồ ngôn đạo nhân nghe vậy cười một tiếng, nói đã biết trước ngươi sẽ trả lời như vậy. Công pháp, cầm lấy đi. Hàn lập nhận lấy hai viên ngọc giản, nhìn thoáng qua một chút rồi thu vào trong vòng tay chữ vật vì sao không đợi tới lúc thoát khỏi tiên phủ rồi hãng đem cho ta? Hoặc trước tiên chỉ đưa cho ta một tầng công pháp, chỉ cần như vậy thôi thì ta cũng đã sẽ đáp ứng giúp đỡ đạo hữu rồi. Trần chờ một lát, Hàn Lập hỏi, Lão Phu nói là nhìn thấy tu vi ngươi tăng vọt, đầu cơ kiếm lợi, muốn giao hảo với ngươi, ngươi tin không? Hồ ngôn đạo nhân nhíu mày, đáp lời, ta tin, Hàn Lập nghiêm trang nhẹ gật đầu, nói ra. Hồ ngôn đạo nhân nghe vậy ngẩn ra, không nhịn được cười, mắng, ngươi, tiểu tử này, Hàn lập trên mặt cũng hiện nét cười, rồi tiến lên trước bay về phía bên phải. Hồ ngôn đạo nhân lắc đầu cười trừ, nhanh chóng theo sau. Nhưng mà mới bay được chốc lát, lão liền thấy thân hình hàn lập vốn đang bay nhanh phía trước đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất trong hư không. Không giấu được vẻ kinh ngạc, hồ ngôn vội vàng gia tăng tốc độ lao vào màn sương mù. Sau chớp mắt, hàn lập cùng hắn, kẻ trước người sau đột ngột xuất hiện tại một phương giới vực khác. Đây là, nhìn cảnh tượng kỳ dị vừa xuất hiện trước mắt, Hàn Lập không khỏi tán thán nói thầm. Trôi nổi trong hư không cách bọn họ mấy trăm trượng là một khối lục địa rộng cỡ trăm dặm, phía trên cây xanh dâm mát cao thấp đan xen, đủ loại đình đài lầu các kiểu dáng đẹp đẽ tinh xảo thấp thoáng chen ở giữa. Mấy dòng sông xanh biếc như ngọc chảy xuôi, đến biên giới lục địa ào ào chút xuống tạo thành những thác nước liên miên hùng vĩ, nhìn khung cảnh tráng lệ, tú mỹ cực điểm. Sát ngoài rìa lục địa còn có một mảnh đất rộng rãi khoáng đạt, được phủ lên bằng những thảm cỏ xanh, được phân chia thành mấy trăm khu vực nhỏ, bên trong thả rông chăm sóc mấy trăm chủng loại dị thú hình thái cổ quái khác nhau. Đây gọi là linh thú lan, một bên khác từ chỗ bằng phẳng rìa lục địa kéo dài đến những dãy núi liên nguyên giữa lục địa là một tòa linh dược viên có diện tích cực kỳ rộng lớn, trồng hàng hà sa số các loại linh dược tiên thảo, dược khí như khói bốc lên không trung. Yên Chi má cùng Thanh Trúc sư tại Bắc Hàn Tiên vực vốn đã đoạn tuyệt huyết mạch, không ngờ nơi này vẫn còn, lại còn tinh thuần như thế. Hồ Môn đạo nhân chỉ vào trong linh thú lan, nhắm vào mấy con ngựa cao to thân hình đỏ ao lực lưỡng và mấy đầu sư tử màu xanh tựa phỉ thúy, tán thưởng nói. Ở linh dược viên bên kia chắc chắn có không ít tiên thảo tuổi thọ trên mấy chục vạn năm, nếu không dược khí không thể bốc lên cao như vậy. Hàn lập nhịn không được nói thêm, ngay lúc này, trong linh thú lan và linh dược viên có rất nhiều những nô bộc mang trường bào màu đen đang làm việc. Trong tay bọn họ cầm các loại công cụ, người thì cần mẫn trên đồng ruộng, người thì cho linh thú ăn, người thì tưới tiêu dược điền. Thậm chí còn có người cắt sừng tỉa lông các loài kỳ chân dị thú, người chăm chú hái lá quả tiên thảo, mỗi người một việc, nhanh chóng chính xác, đâu vào đấy. Mà tại khu vực trung tâm, có một con đường lên núi lát đá trắng, trên đó có một vài nô bộc mặc áo đen đem những vật liệu thu thập được từ linh thú và tiên thảo đi thẳng lên đỉnh núi. Chương 491: Diễn biến trong động thiên. Những người tôi tớ này, tựa hồ cũng là khôi lỗi. Hàn Lập xem chốc lát, lông mày không khỏi nhảy lên, kinh ngạc nói: hoàn toàn chính xác, tất cả đều là khôi lỗi. Hồ ngôn đạo nhân phân biệt tỉ mỹ một lúc, gật đầu nói. Trong khi hai người nói chuyện, hư không trên đỉnh đầu ngưng tụ kim quang, một mảnh kim vân nồng đậm chậm rãi sinh ra, đan kiếp đã sớm hiển lộ tung tích ra ngoài, vậy mà kéo dài hồi lâu, giờ phút này mới xuất hiện tại bí cảnh này. Ánh mắt hàn lập nương theo đám kim vân nhìn xuống phía dưới, chỉ thấy chỗ cao nhất trên đỉnh núi treo trên bầu trời đứng lặng một tòa kim điện mái vòm vàng son lộng lẫy. Mà trên quảng trường bên ngoài kim điện mái vòm đang có hai đạo nhân ảnh, trên thân nở rộ hào quang xanh thẳm, chung quanh bao phủ hoa ảnh thủy lam, đánh ra các đạo hào quang lên cửa kim điện. Lạc Thanh Hải đang phá giải cấm chế đại điện, chúng ta tranh thủ thời gian đi qua đó. Hàn Lập trầm giọng nói ra, "Tốt, hô ngôn đạo nhân đáp, lão còn chưa dứt lời, hư không cách trăm trượng bên cạnh dãy núi vặn vẹo một hồi, lóe lên hai đạo nhân ảnh, đúng là hai người Phong Thiên Đô và Tề Thiên Tiêu." Phong thiên đô với khuôn mặt khô héo không khác gì cương thi, đầu tiên lão lườm hàn lập một cái, tiếp theo lại nhìn kim điện mái vòm, trong miệng quát khẽ một tiếng, cùng tề thiên tiêu lao thẳng tới quảng trường. Xảy ra chuyện gì, bọn hắn làm thế nào tìm được nơi này, chẳng lẽ trong bọn hắn cũng có người có hư linh đồng tử. Lạc thanh hải quay lại nhìn hai người phong thiên đô đang chạy như bay đến, tràn đầy nghi ngờ nói. Đại cung chủ, phá cấm sắp xong rồi, bây giờ chúng ta nên làm gì? Tay nam kha mộng bắt pháp quyết, hỏi. Mặc kệ, trước tiên tiến vào kim điện rồi hãy tính. Lạc thanh hải quát khẽ một tiếng, hai tay vỗ trùng điệp lên cửa kim điện. Chỉ thấy một mảnh phù văn màu bạc bất ngờ sinh ra từ phiến lá thủy lam, từ trong lòng bàn tay gã xạ nhanh ra, thoáng cái rán lên trên cửa điện. Lập tức trên cửa điện đại thịnh ánh sáng màu lam, phiến lá lập tức tan rã ra như băng tuyết, hòa vào cửa điện màu vàng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại từng sợi đường vân màu bạc dây dưa lẫn nhau hình thành một đạo phù văn phức tạp, lan tràn trên cửa điện dọc theo đường vân phù văn lan tràn trên cửa điện màu vàng xuất hiện từng vết sách màu bạc tiếp theo một tiếng rầm rầm thanh thúy vang lên ở bên trong vỡ vụn ra khắp nơi hai người lạc thanh hải đang định xông vào trong điện sau lưng liền truyền đến thanh âm của phong thiên đô lạc đạo hữu mọi người đồng tâm hiệp lực phá vỡ cấm chế đến nơi này không phải là ngươi muốn độc hưởng thành quả một mình chứ ha ha phong đạo hữu nói lời ấy sai rồi ta chỉ là trùng hợp đến nơi này trước một bước thời gian cấp bách đang vì chư vị đạo hữu mở ra cửa điện trước để chư vị bớt tốn công một chút mà thôi lạc thanh hải dừng bước lại cười ha ha nói đúng lúc này hàn lập và hô môn đạo nhân cũng từ trên cao bay vút hạ xuống rơi vào bên ngoài cửa điện lạc thanh hải và phong thiên đô đồng thời đánh giá hàn lập và hô môn đạo nhân một người thì mỉm cười một người lại không biểu lộ cảm xúc thần sắc đều không giống nhau không đợi người nào mở miệng thì giữa không trung cao có tiếng xé gió vang lên lại có bốn đạo quang mang lóe lên một trước một sau từ hai bên rơi xuống, là hai gã kim tiên nam lê tộc cùng hai người Âu Dương Khuê Sơn. Hừ, sau khi rơi xuống đất, lão ẩu tóc bạc lấy kim trượng trống xuống đất, hừ lạnh một tiếng. Âu Dương Khuê Sơn bí mật gật đầu nhẹ với hô ngôn đạo nhân không để người khác phát giác, bọn họ có thể đi đến nơi này, trên thực tế là dựa vào hô ngôn đạo nhân dùng bí thuật liên hệ, thông báo vị trí cửa vào. Trong lúc nhất thời, ngay tại lối vào, mỗi người đi một ngả ra các nơi lại lần nữa tề tụ lại với nhau. Đúng lúc này, mảnh kim vân giữa không trung cao cuồn cuộn kịch liệt, trong khoảnh khắc che kín toàn bộ bầu trời trên đỉnh đầu mọi người. Chiếu ra kim quang, làm khuôn mặt đám đông nổi lên kim quang sán lạn. Mà bên trong kim vân tản mát ra chấn động cuồn cuộn vô cùng cường đại, làm tất cả kim tiên ở đây đều cảm thấy tim đập nhanh hơn. Kim vân cuốn động, khiến cho cả phiến thiên không tràn đầy kim quang, xem như triệt để hòa làm một thể, làm cho người ta có loại cảm giác thập phần áp lực trầm trọng, giống như toàn bộ bầu trời đều cuồn cuộn áp đến. Ngay sau đó, thanh âm ầm ầm không ngừng vang lên từ trong đám mây truyền ra, gió dục mây vần, bỗng nhiên từ giữa hiện ra một vòng xoáy màu vàng thật lớn, gào thét xoay tròn, thế gió mạnh bạo. Một tia sáng trắng chói mắt từ trung tâm vòng xoáy chậm rãi sinh ra, ngưng thực giống như một giọt nước màu bạc cực lớn, phía trên lượn lờ tia điện, không ngừng phát ra âm thanh xì xì xì. Theo giọt nước màu bạc được tạo ra, một cỗ chấn động linh lực cực kỳ đáng sợ hàng lâm hạ xuống, bao phủ cả kim điện mái vòm vào bên trong. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua kim điện, chỉ thấy phía trên cột trụ hành lang dưới mái hiên khắc đầy phù văn, giờ phút này giống như sao đêm dày đặc, lóe ra quang mang hơi mờ. Mà trên mặt đất trong đại điện cũng khắc rậm rạp chẳng chỉ từng đường vân hình tròn, giống như tầng tầng thị vệ bảo vệ trung tâm đan lô khổng lồ toàn thân ngọc bích như phỉ thúy kia. Lò đan này cao hơn 7 thước, hầu như bằng với một nam tử trưởng thành, hai tai ba chân, kiểu dáng giống như lò luyện đan bình thường. Bất quá, chất liệu lò đan nhìn như phỉ thúy kia, kỳ thực lại không phải là ngọc thạch, trong đó rõ ràng có liệt diễm bốc lên, nhưng bên ngoài lô lại không cảm giác được nửa điểm nhiệt lực, đủ thấy lô này phong tỏa lực lượng hỏa diễm cực kỳ nghiêm mật. Ngoài ra, mặt ngoài bốn phía lò đan có rậm rạp chằng chịt linh văn, có chín đầu ly long toàn thân trắng muốt chiếm cứ, đầu phía trên đuôi phía dưới, miệng rồng phẫn nộ, trông rất sống động, đang hướng lên đỉnh nắp lò. Trên đó có một pho tượng tam túc kim ô đang ngẩng đầu dương cánh muốn bay lên. Hai mắt Hàn Lập ngưng lại, ánh sáng màu lam chớp động, liền thấy trong pho tượng kim ô hình như có ánh sáng màu trắng sáng rực lên, trên ba chân cầm chặt nắp lò có từng sợi ánh sáng màu trắng nhẹ nhẹ chảy vào trong lò đan. Leng keng, một tiếng vang nhỏ từ hư không truyền đến, vòng xoáy màu vàng trên bầu trời đột nhiên sáng ngời, giọt nước màu bạc từ trên không trung rơi xuống, xoạch một cái, đập vào đỉnh bảo trên đỉnh kim điện. Giọt nước màu bạc vỡ ra, nước bắn tung tóe, một mảnh tia sáng trắng chói mắt bỗng nhiên sáng rõ, tia điện màu bạc điên cuồng bộc phát ra đầy trời, nổ vang đinh tai nhức óc che khuất cả tòa kim điện vào trong. Đám người Hàn Lập thấy thế, thân sắc biến đổi, nhao nhao bay về phía sau tránh né. Tòa kim điện như gặp phải núi cao đấu đá, trầm xuống ẩm vang, dường như muốn lọt vào trong mặt đất. Nhưng theo sát phía sau, phù văn trải rộng trên toàn bộ thân điện liền nhao nhao phát sáng lên, kim quang như thủy chiều cuốn ngược lại đầy trời, vọt mạnh lên không chung, đan vào cùng với mảnh tia điện màu bạc kia. Cả tòa kim điện mái vòng giống như một vòng kim nhật sáng rực lên, trong nháy mắt ánh sáng đại phóng vạn trường cùng lúc đó trên nóc đại điện sán lạn kim quang như thủy triều từ trung tâm khuếch tán ra mái hiên không ngừng chống đỡ lực lượng kinh khủng từ bên ngoài truyền đến cho dù thế vẫn có một cột sáng màu bạc từ giữa nóc điện phóng xuống đánh lên lò đan chỉ nghe phanh một tiếng trầm đục từng vòng phù văn khắc trên mặt đất trong điện phát sáng lên từng tầng màn sáng màu vàng cũng từ mặt đất bay lên hòa nhập từng sợi kim quang vào phía trên lò đan chỉ thấy trong đôi mắt chín đầu ly long trên thân lô sáng lên kim sắc quang mang trong miệng phun ra từng sợi quang diễm màu trắng, từ bốn phương tám hướng tụ tập đến, va chạm với cột sáng màu bạc, rằng co với nhau. Hàn Lập đứng ngoài điện nhìn xem một màn này, trong lòng tán thưởng không thôi. Trong lòng cảm thán, lão đạo Minh Hàn tiên quân này lại có đầy đủ một bộ trọn vẹn, làm ra thái ất điện như thế, lại có một đám khôi lỗi lo liệu, lại có thể tự hành hái thuốc, nuôi dưỡng tài liệu, tiếp theo còn có thể luyện chế ra đan dược, lại duy trì liên tục đến ngày nay. Điều bất khả tư nghị nhất chính là, Kim điện mái vòng này vẫn có thể chống cự đan kiếp, điều này thật sự làm cho người không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ đúng như lão đạo kia từng khoe khoang, lão ta đúng là một thiên tài không ai sánh kịp. Trước khi bí cảnh mở ra, Hàn Lập liền phong ấn triệt để tàn hồn lão đạo tự xưng là Minh Hàn Tiên Quân kia, ngăn cách lão liên hệ với ngoại giới. Hiện tại hắn ngược lại có chút do dự muốn mở ra cấm chế, câu thông với lão đạo một chút. Đan kiếp sắp kết thúc, chuẩn bị sẵn sàng, trong lúc Hàn Lập đang do dự, hồ ngôn đạo nhân bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở. Quả nhiên, điện mang màu bạc trên đỉnh đại điện rằng co hơn 10 hơi thở, rốt cuộc uy lực giảm đi, dần dần tiêu tán ra. Trên cung điện vàng ngọc có khói khí bốc lên nhàn nhạt, trong không khí cũng tràn ngập mùi thiêu đốt, nhưng cả tòa điện lại dường như được nước rửa qua một lần, lại càng sáng hơn so với trước khi đan kiếp đánh xuống. Đi, cũng không biết là ai lên tiếng, tất cả thân ảnh mọi người bên ngoài điện đồng thời lóe lên, xuất hiện bên trong đại điện cột sáng màu bạc trong điện cũng đã tiêu tán, nhưng khe hở màu vàng trên mặt đất vẫn không biến mất, tầng tầng bao vây che lò đan lại. Hàn lập quét mắt nhìn khắp đại điện, chỉ thấy mỗi hai bên đại điện đứng thẳng một tượng đá xám trắng cao bằng thường nhân, trong tay dơ cao các loại binh khí, tuy vẫn không nhúc nhích, nhưng có từng trận chấn động linh lực từ trong truyền ra, hiển nhiên đều là khôi lỗi. Mà phía sau lò đan lại có một bình đài cao hơn mặt đất ba thước, phía trên có một ghế ngồi màu vàng rộng lớn, phía trên chạm trổ long phượng, nhìn qua rất là phong cách mà trên ghế lớn màu vàng có một nam tử trung niên mang đạo bào màu xanh sẫm đang ngồi. Hai tay gã khoác lên hai bên chỗ ngồi, hai mắt khép hờ, hai chân bắt chéo, thân thể hơi nghiêng về phía sau tựa lưng vào ghế ngồi, bộ dáng nhìn có chút không hợp với khuôn mặt mày kiếm mắt sáng tuấn lãng. Thời điểm đám người đang nhìn người nọ, đều lộ vẻ sợ hãi cả kinh, khí tức trên thân mỗi người đột một tăng vọt trong một cái chớp mắt, nhưng rất nhanh lại thu trở về. Bọn họ kinh ngạc phát hiện, trên thân nam tử trung niên kia không hề có khí tức người sống, tựa hồ chỉ là một cỗ thi thể nhưng nếu nói người nó hoàn toàn là một cỗ thi thể lại có chút không thỏa đáng ngực người nọ vẫn còn hơi hơi phập phồng tựa hồ đang hô hấp rõ ràng là một cỗ hoạt thi trong khi bọn hắn kinh nghi bất định một mảnh dáng mây cỡ nhỏ năm màu từ đỉnh lò đan bốc lên trong miệng một đầu ly long đối diện nắp lò bỗng nhiên bắn ra tia sáng trắng từ trong bay ra một viên đan dược màu bạc to cỡ viên long nhãn viên thuốc này vừa xuất hiện một mùi thuốc vô cùng nồng đậm tràn đầy cả tòa đại điện thái ất đan trong lòng mọi người lửa nóng một hồi, nhao nhao đưa mắt nhìn viên đan dược đó. "Chư vị đừng vội, phòng tròn màu vàng kia chính là pháp trận bảo vệ lò đan, nhất định không được tùy ý xông loạn, lại xúc động cơ quan hủy đi lò đan này." Lạc Thanh Hải bỗng nhiên kêu lớn, "Đan dược đã thành, lò đan hủy cũng không sao." Lão bà tóc bạc nam lê tộc khẽ quát một tiếng, đang muốn tiến lên. Bỗng dưới chân lão bà có một màn nước màu lam bay lên, ngăn cách bà lão ra. "Muốn động thủ sao? Hắc hắc, thật đúng thời điểm." lão giả thất tuần có làn da ngăm đen nhếch miệng cười nói. Hàn lập và hô môn đạo nhân liếc nhìn nhau, tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển, chuẩn bị hành động. Bầu không khí trong điện lập tức dương cung bạt kiếm lên. chương 492, giấu giếm, chư vị không nên lo lắng, ta ngăn mọi người lại không phải là muốn tranh giành đan dược, mà là không muốn chỉ vì một viên lại hủy đi tám viên thái ất đan còn lại một cách vô ích. Lạc Thanh Hải vội khoát tay, thâm ý nói ra, ồ, đạo hữu nói vậy là có 9 viên thái ất đan sao? lông mày phong thiên đô nhíu lại bình tĩnh nói những người khác nghe thấy cũng vội vàng liếc nhìn y không sai nếu như ta không lầm lò luyện đan này tên là cửu long hàm châu lô chính là một kiện dị bảo hiếm thấy khi thành đan sẽ có một điểm đặc biệt là mỗi con ly long sẽ phun ra một viên đan dược chỉ là thời gian hơi tranh lệch các vị không ngại chờ thêm một lúc chứ lạc thanh hải tiếp tục nói lão thân cũng nhớ tới câu chuyện từng được nghe qua đúng là trăm vạn năm trước có một cao nhân tập hợp được rất nhiều thiên tài địa bảo ở tiên giới, kết hợp với chân linh chi hồn, luyện chế một đan lô đoạt cả tạo hóa của thiên địa, ẩn chứa một loại pháp tác nào đó có thể làm cho tài liệu luyện đan dung hòa thuận lợi hơn nhiều. Không ngờ rằng bảo vật này lại ở trong tiên phủ, bà lão tóc bạc nam lê tộc kể lại, nghe hai người nói vậy, thần sắc không ít người thay đổi, sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt tham lam nhìn về phía đan lô. Tuy nói như thế nhưng chúng ta ở đây có 5 phe, tổng số có 10 người, mà chỉ có 9 viên thái ất đan, biết chia thế nào đây? Phong Thiên Đô như đang trầm tư suy nghĩ, chậm rãi nói. Lão vừa dứt lời, mọi người vốn đang thư giãn thoải mái, lại tiếp tục đâm chiêu. Ha ha, chuyện này dễ giải quyết, lạc mỗ lúc trước có nói rồi, chủ yếu tại hạ mang theo đệ tử vào Minh Hàn Tiên Phủ là để nó mở mang thêm kiến thức. Nay gặp cơ duyên cũng không dám yêu cầu gì quá đáng, thương lưu cung chỉ lấy một viên, mọi người mỗi nhà lấy hai viên, không phải ai cũng vui vẻ sao thần sắc lạc thanh hải không đổi, vừa cười vừa nói. Mọi người nghe vậy đều giật mình, vừa kinh ngạc nhưng cũng đầy nghi ngờ. Đúng lúc này, chung quanh đan lô kim quang rực rỡ bỗng nhiên biến mất. Tiếng bước chân vang lên, đến từ một con khôi lỗi hình người toàn thân vàng óng. Nó đi vòng qua phía sau đan lô phỉ thúy, cầm lấy viên đan dược màu trắng bạc trong miệng con ly long, rồi xoay người chậm rãi đi tới cái ghế tựa lớn màu vàng trên đài cao. Tuy cảm thấy khó hiểu nhưng nhìn thấy đan dược bị lấy đi, không ai đứng im được nữa, dồn dập đuổi theo con khôi lỗi hoàng kim đúng lúc này xảy ra biến cố vô số hắc khí lăng không hiện ra như thủy triều trào ra bốn phương tám hướng trong tích tắc bao phủ tất cả mọi người mọi người chỉ cảm thấy thân thể nặng trịch dường như có một lực hút rất mạnh kéo họ xuống vũng bùn giơ chân nhấc tay đều rất khó khăn tiên linh lực trong cơ thể vận chuyển bị chậm chạp sắc mặt ai cũng kinh hoàng trong cơ thể hàn lập tiên linh lực vận chuyển cũng bị kiềm hãm nhưng lực lượng pháp tắc thời gian lại không bị ảnh hưởng thanh quang trên người hắn sáng rực lên, đồng thời lặng lẽ vận chuyển lực lượng thời gian pháp tắc, phá vỡ hắc khí chung quanh. Hắn bỗng quay đầu nhìn lại, thân sắc khẽ biến đổi. Chỉ thấy phong thiên đồ bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể gã tuôn ra hắc khí cuồn cuộn, hình thành một linh vực màu đen, giam cầm mọi người lại. Linh vực màu đen vô cùng nồng đậm, gần như đã ngưng tụ thành thực chất, nhưng phạm vi không lớn, chỉ chiếm chưa đến một nửa đại điện, cũng không chạm tới vòng tròn pháp trận màu vàng gần đan lô. Hai mắt hàn lập khẽ nheo lại, Lúc trước ở ngoài Thái Ất Điện khi phong thiên đô đại chiến cùng tiêu tấn hàn, uy lực linh vực lão ta thi triển kém xa bây giờ, có thể thấy được phong thiên đô cố tình che giấu thực lực. Lúc này những người khác hiển nhiên đều thấy thực lực chân chính của phong thiên đô, ai cũng biến sắc. Phong thiên đô, người muốn làm gì? Định một mình nuốt trọn Thái Ất Đan à, đừng có si tâm vọng tưởng. Vẻ mặt ôn hòa của Lạc Thanh Hải biến mất, vẫn nộ quát lớn, trên người y đại phóng lam quang, hình thành một vòng xoáy lam sắc, quay tít rồi lan dần ra chung quanh, trong nháy mắt hình thành một cái linh vực màu lam. Trong linh vực có vô số hư ảnh sóng lớn quay cuồng, dường như biển khơi dậy sóng, chỉ kém một chút so với linh vực màu đen của phong thiên đô. Vô số hư ảnh sóng lớn xanh thẳm đánh vào, linh vực màu đen cũng bị tách ra một ít. Hồ môn đạo nhân cùng bà lão tóc bạc nam lê tộc đồng loạt hét lớn, trên người bốc lên hồng quang ngùn ngụt, mỗi người đều thả ra linh vực hỏa diễm của riêng mình. Ba cái linh vực cùng hợp lực oanh kích, lập tức làm triệt tiêu hơn phân nửa lực lượng giam cầm của linh vực màu đen mấy gã kim tiên khác đang bị giam cầm cũng giảm bớt áp lực liền lấy ngay ra vài kiện tiên khí đánh về phía phong thiên đô hàn lập cũng phất tay tế ra một thanh thanh trúc phong vân kiếm nhưng chưa tung hết uy lực mà hóa thành một cửa kiếm màu xanh lẫn vào trong những tiên khí khác chém tới phong thiên đô mặc dù thanh trúc phong vân kiếm chưa thi triển toàn bộ uy năng nhưng sức mạnh không thua gì những tiên khí khác phong thiên đô cười lạnh vung tay điểm nhẹ len keng tiếng xiềng xích va chạm vang lên 16 sợi xiềng xích màu đen to lớn bắn ra từ trong cơ thể gã. Mỗi sợi xiềng xích đều to như chén ăn cơm, hiện ra từng đạo phù văn sáng long lanh, giống con run nhỏ bé. Chúng nghe nguẩy tựa như những con nòng nọc, tản mát ra lực lượng pháp tác vô cùng to lớn. Lúc trước phong thiên đô thi triển thần thông xiềng xích, những sợi xiềng xích chỉ mở ảo nửa hư nửa thực, còn hiện tại 16 sợi xiềng xích hoàn toàn khác hẳn, chúng chính là thực thể. 16 sợi xiềng xích đại phóng hắc quang quét ngang ra chung quanh, dầm 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 nổ mạnh liên tiếp, thế công của tất cả tiên khí đều bị 16 sợi xiềng xích đánh bật ra. 16 sợi xiềng xích xuất hiện, cả linh vực màu đen rung động dữ dội, quay cuồng không dứt, càng ngày càng thêm nồng đậm, rồi hoàn toàn ngưng tụ thành thực chất, uy lực tăng mạnh. Linh vực của ba người là thanh Hải nhanh chóng ảm đạm rồi bị áp chế. Lực lượng giam cầm của linh vực màu đen tăng vọt, sức mạnh như đào sơn đào hải chèn ép tất cả mọi người. Thân thể mọi người trầm xuống, giống như bị một ngọn núi vạn trượng khổng lồ đè xuống, muốn nhúc nhích cũng vô vàn khó khăn. Linh vực của ngươi cũng đạt tới hóa linh cảnh, lạc thanh hải biến sắc, kinh hoàng hô, ánh mắt hàn lập chấp động, trên người đại phóng lam quang, bỗng nhiên quay người bay về một hướng. Những người khác thấy vậy, cũng vội vã tỏa ra chung quanh. Qua trận chiến với tiêu tấn hàn, bọn họ cảm nhận sâu sắc được sự lợi hại của linh vực hóa linh cảnh, mà cái linh vực này của phong thiên đâu còn lợi hại hơn không ít linh vực hàn băng của tiêu tấn hàn. Cũng vẫn còn may mắn do phong thiên đô kiêng rẻ đụng vào cấm chế nơi đây nên phạm vi lĩnh vực chỉ có non nửa đại điện, lúc này tuy bị linh vực đẻ ép, nhưng muốn thoát ra ngoài vẫn rất nhanh. Hàn lập phất tay thu hồi thanh trúc phong vân kiếm, trên người rực rỡ kim quang nhanh chóng bay ra xa. Hắn âm thầm vận chuyển lực lượng thời gian pháp tắc, dung nhập vào bên trong thanh trúc phong vân kiếm. Từng đoàn kiếm khí lôi điện phóng tới bổ xuống linh vực màu đen. Cùng lúc, kim quang trên người hắn lóe sáng, hiện ra kim đồng nó quay tít một vòng hóa thành một con giáp trùng kim sắc to bằng cái thất. Hai chân trước kim đồng vung lên, mang theo tiếng xé gió sắc nhọn dẹt dẹt, bắn ra từng đoàn tinh quang kiếm hình, chém vào linh vực màu đen. Hai người hợp lực chém rách một đường trên linh vực màu đen, theo đó bay nhanh đi. Chạy đi đâu, Phong Thiên Đô nhìn sang chỗ Hàn Lập, khẽ hừ lạnh, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết điểm tới. Trên người Hàn Lập lóe lên hắc quang, hai sợi xiềng xích màu đen không biết từ đâu xuất hiện, chính là hai sợi cách nguyên pháp liên bị hắn cất giấu và phong ấn. Nguy rồi, Hàn Lập biến sắc, muốn trốn nhưng đã chậm một bước. Sợi xiềng xích đón gió phình to ra, lượn một vòng rất nhanh quấn quanh người hắn và Kim Đồng. Thân thể Hàn Lập bị siết chặt không thể nhúc nhích, hắn thầm than một tiếng chủ quan, đồng thời không khỏi cười khổ một tiếng, do phương pháp nắm giữ sợi tơ pháp tắc của bản thân có hạn, nếu không hắn dùng sợi tơ thời gian pháp tắc để phong ấn thì tất nhiên đối phương chẳng thể cách không điều khiển chúng được. Kim Đồng cũng giống như vậy, toàn thân bị xiềng xích màu đen trói buộc, kim quang trên người liền biến mất, cái miệng trí chóe chói tai. Hai sợi cách nguyên pháp liên này xuất hiện, cả linh vực màu đen lại rung động, càng thêm nồng đậm. 16 sợi xiềng xích màu đen bên cạnh phong thiên đô phóng tới, thoáng mơ hồ rồi biến mất vô tung. Sau một khắc, khắp nơi bên trong linh vực màu đen hiện ra từng sợi xiềng xích, chúng đan sen quấn chặt vào nhau. Trong nháy mắt, biến thành một cái lồng giam bằng xiềng xích, giam cầm tất cả mọi người lại. Trên thân mọi người đều bị vài sợi xiềng xích quấn chặt vài vòng, giống như con ruồi ở trên mạng nhện, không thể động đậy. Không thể tin được, người không cần trợ giúp của ngoại lực, linh vực cũng đạt tới hóa linh cảnh. Tuy nhiên nếu không có ngoại lực hỗ trợ, chỉ dựa vào sức của mình ngươi, cũng chẳng thể chống đỡ được cái linh vực này bao lâu nữa, lực lượng pháp tắc sẽ rất nhanh cạn kiệt. Chư vị không cần sợ hãi, Lạc Thanh Hải đang bị dây xích trói lại, vẫn bình tĩnh nói. Vừa nói chuyện, toàn thân y đại phóng lam quang, vô số hư ảnh sóng lớn xanh thẳm ở trong lam quang nổi lên, quấn lấy hắc quang chung quanh, ra sức rằng co. Cách nguyên pháp liên có thể giam cầm tiên linh lực nhưng không thể giam cầm được lực lượng pháp tắc của bọn họ. Những kim tiên khác nghe thấy vậy, cũng vững tin hơn, thi triển hết thần thông pháp tắc mong thoát khỏi giam cầm của xiềng xích màu đen. Lồng giam xiềng xích lắc lư liên tục, rung động ầm ầm. Sắc mặt phong thiên đô trắng xám, khẽ hừ lạnh, phun ra một ngụm máu trước người, ngưng tụ thành một quả cầu máu cỡ quả trứng gà. Sau đó hai tay lão bấm niệm pháp quyết, thao túng nhỏ xuống từng sợi xiềng xích của lồng giam vài giọt máu. Lồng giam xiềng xích vốn đang rung động liên tục, khi được giọt máu dung nhập vào, mặt ngoài lượn lờ hắc quang, từ từ vững chắc lại. Phong Thiên Đô thấy vậy, mới thở nhẹ ra một hơi. Lạc Thanh Hải nói không sai, Tiêu Tấn Hàn nhờ năm cái cột đá mới đưa linh vực lên tới hóa linh cảnh. Mặc dù làm như vậy chỉ là thủ thuật nên so với linh vực hóa linh cảnh bình thường thì yếu hơn một bậc, nhưng ngược lại tiêu hao của bản thân cũng ít hơn nhiều. Mà giờ này lão ta bằng sức lực bản thân, thi triển ra linh vực hóa linh cảnh, đối phó cùng lúc với rất nhiều kim tiên, dĩ nhiên tiên linh lực và lực lượng pháp tác tiêu hao rất lớn. Chư vị với tư cách là thế lực lớn có vai vế của Bắc Hàn tiên vực, đã có lòng chứng kiến Phục Lăng Tông ta không ngừng phát triển, đợi sau khi phong thiên đô ta đây tiến giai thái ất, sẽ bày tiệc rượu đáp tả vong hồn chư vị. Phong thiên đô hít sâu một hơi, một mặt tiếp tục duy trì linh vực, một mặt chậm rãi nói. Phong thiên đô, ngươi là loại lòng lang giả thú, hôm nay lạc mỗ liều mạng hao tổn một thân tu vi, cũng sẽ không cho người tọa nguyện. Lạc thanh hải giận dữ hô, khi nói chuyện, y phun ra một ngụm máu, không tiếc hao tổn chân nguyên thúc dục linh vực khiến cho hắc quang trên bề mặt lồng giam xiềng xích lại tiếp tục sáng rực lên. Các vị đạo hiếu, thái ất đan đã gần ngay trước mắt, các vị cam tâm trơ mắt nhìn phong thiên đô lấy sao. Lão thân không cam lòng, nam lê tộc ta thể không đội trời chung với phục lăng tông. Bà lão tóc bạc quát lớn, những người khác nghe vậy, hai mắt như muốn phun lửa, vùng vẫy dồn dập, cố gắng thoát khỏi trói buộc. chương 493, trận đan, ta giam chân bọn hắn, người mau đi lấy thái ất đan. Phong thiên đô không để ý đến lời nói của mọi người, quay sang tề thiên tiêu kế bên thúc giục. Trận đấu linh vực vừa xảy ra không có phần tham dự của tề thiên tiêu, tuy thực lực hắn rất mạnh nhưng hắn không ra tay hỗ trợ. Sư huynh, hay là chúng ta giết những kẻ này trước, sau rồi từ từ lấy thái ất đan. Ánh mắt tề thiên tiêu lóe lên, hắn truyền âm đáp lời. Cứ lấy trước mấy viên thái ất đan đã, tuy những tên này bị ta giam cố nhưng muốn giết chết bọn chúng tuyệt đối không dễ dàng. Cứ lấy đan trước, chậm tất sinh biến. Phong thiên đô truyền âm, vâng, tề thiên tiêu gật đầu, thân hình phóng đi nhanh như điện đánh thẳng tới khôi lỗi màu vàng. Trước đó lúc mọi người tranh đấu, khôi lỗi màu vàng đã di chuyển khá gần về phía ghế dựa, lúc này khoảng cách còn lại chưa đến trăm trượng. Thân còn bay trên không trung, tề thiên tiêu phất tay, một vầng trăng lưỡi liềm mở ảo bắn tới, thì ra là một thanh phi kiếm màu xám. Viu viu viu, vầng sáng vốn mờ nhạt bỗng dưng sáng loá, lập tức hóa thành 10 tia sáng xám, phi tới đâm thẳng về phía sau lưng Khôi Lỗi. Nhưng lúc này, những đường vân vàng kim trên mặt đất lóe lên, oanh, một cột lửa trắng bùng lên, ngưng tụ thành một vách tường chắn phía trước. Từng luồng hơi nóng từ tường lửa trắng tràn ra khiến cho không gian xung quanh vặn vẹo như biến hình. Những tia sáng xám đụng phải bức tường, lập tức bị thiêu cháy, hóa thành từng làn khói xanh lượn lờ rồi tan đi tề thiên tiêu thấy cảnh này hơi biến sắc đang phi thân nhất thời hơi dừng lại một chút chỉ thấy khôi lỗi vàng phía trước dáng vẻ như chưa phát hiện ra chuyện gì vừa xảy ra cứ từng bước từng bước tiến về người ngồi trên ghế vàng nơi đài cao tề thiên tiêu quay sang nhìn về phía người trung niên đang ngồi trên cái ghế màu vàng trong lòng chợt nghĩ chẳng lẽ khôi lỗi muốn mang thái ất đan hiến cho tên thực vật đằng kia một tấm màn lo lắng phủ lên khuôn mặt gã nếu tên thực vật kỳ quái nọ dùng đan dược này không biết tình huống nào sẽ phát sinh tiếp theo. Vốn hắn nắm giữ pháp tắc ăn mòn, nhưng loại hỏa diễm nóng bỏng trước mắt có khả năng khắc chế, vậy xem ra cũng chưa tìm ra được phương án nào hữu hiệu để xử lý. Lúc hắn còn đang cân nhắc trong lòng, còn khôi lỗi mỗi lúc tiến đến thật gần ghế gỗ hơn. 40 trường, 35 trường, 30, trong mắt co lại, mồ hôi chán vã ra lấm tấm như hạt đâu, trong lòng tề thiên tiêu quay cuồng những toan tính, cùng lúc đó một tay vỗ bên hông, bạch quang lóe lên hiện ra một cái vòng tròn màu trắng ánh mắt hắn hiện lên vẻ tiếc nuối tận xương, tiếp đó một tay ném cái vòng ra ngoài, tay còn lại lập tức bấm một đạo pháp quyết. Chiếc vòng tỏa ra ánh sáng rực rỡ trắng như tuyết, nhanh chóng hóa lớn gấp mấy lần, hơn nữa còn cấp tốc xoay tròn, hiện lên vô số ấn tín. Hào quang hội tụ về trong trung tâm vòng tròn tạo thành một cái vòng xoáy, từ đó tràn ra từng làn lực lượng pháp tắc không gian. Cũng ngay lúc này, bên ngoài thái ất điện, những tu sĩ còn lại tự tìm một mảnh đất trống ngồi xuống chờ đợi. Cửa đá để đi vào trong vẫn duy trì trạng thái mở rộng, bên trong phát ra ánh sáng lóa mắt khiến không người nào dám nhìn thẳng. Các tu sĩ bốn phía cứ thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn tới cửa đá không giấu nổi vẻ tham lam, nhưng không ai dám hành động dại dột. Ngay sau khi nhóm 10 tu sĩ kim tiên của Hàn Lập đi vào trong không lâu, một gã tu sĩ có khuôn mặt trắng nõn của thương lưu cung bị hấp dẫn mà tới. Nhưng sau một phen thương nghị các tu sĩ này đã đạt được hiệp định tạm thời, nếu có tu sĩ phương nào mang ý định tiến vào bên trong, lập tức sẽ bị những người khác vây giết như vậy bên ngoài lúc này thương lưu cung có nhân lực mạnh nhất bốn kim tiên và vài tên chân tiên xem ra hành trình vào minh hàn tiên phủ lần này thực lực bọn họ được bảo tồn hoàn chỉnh nhất tiếp đó phục lăng tông cũng có đến ba gã kim tiên cuối cùng chỉ còn vân nghe cùng một gã mày rậm lực lưỡng trung niên của trúc long đạo không biết hai người vô tình hay hữu ý đứng chung một chỗ dường như tạo thành một thế chân vạc đối lập với phục lăng tông và thương lưu cung bỗng nhiên ánh mắt hai gã tu sĩ một tên mặt đen, một tên mặt trắng ở phục lăng tông lóe lên, hai tên liếc nhìn nhau trao đổi gì đó. Chư vị đạo hiếu, xem ra tình hình bên trong không dễ chấm dứt nhanh chóng, ngồi đây cũng không có thú vị gì mà dãy núi này không chừng còn có những bảo vật khác, chỉ bằng chúng ta chỉ lưu lại ở đây vài người canh chừng, còn lại cùng nhau đi thăm dò một chút, các vị thấy thế nào? Tên tu sĩ kim tiên mặt đen bên phục lăng tông chợt đưa ý kiến. Những người khác nghe vậy, chân mày nhíu lại, lộ vẻ kỳ quái. Bọn họ nhận mệnh thủ vệ bên ngoài, vấn đề thái ất điện mới được đặt lên quan trọng nhất, nào rảnh rỗi đâu đi thăm dò bảo vật. Không hứng thú, nếu phục lăng tông các người muốn cứ tự mình đi đi. Gã thư sinh bên thương lưu cung chớp mắt, lạnh nhạt đáp. Vân nghe và tên đạo chủ Trúc Long đạo không đáp lời, hiển nhiên đều không có ý định rời đi. Vậy được thôi, chúng ta tự đi vậy. Gã mặt đen nhún vai, xong rồi cùng tên mặt trắng đúng lên bay đi một phía, rất nhanh bọn họ biến mất nơi xa tắc. Vân Nghê nhìn theo hai người họ, đôi mi mảnh khẽ nhíu lại. Hai người bay một mạch cách xa những người khác đến khi thoát khỏi phạm vi cảm ứng, cả hai lập tức dừng lại rồi tìm một nơi bí mật đáp xuống. Gã kim tiên mặt đen lấy ra một vật, thình lình đúng là chiếc vòng tròn màu trắng. Cả hai tên lập tức niệm quyết thúc dục, chiếc vòng tức thì phát sáng từng trận từng trận, nhanh chóng phình lớn ra. Lập tức bên trong vòng hiện lên một cái vòng xoáy, thân hình hai người này bắn ra, hóa thành hai vệt sáng một đen một trắng chui vào vòng xoáy sau khi bóng dáng hai người biến mất vào trong vòng tròn màu trắng hiện lên vô số vết dạn trên bề mặt rồi cạch cạch nó vỡ vụn hóa thành muôn điểm huỳnh quang phất phơ tan biến trong cung điện tề thiên tiêu vẫn lơ lửng trên không tụng niệm pháp chú vòng tròn ở không trung không xa phía trước lóe sáng từ trong bắn ra hai vệt sáng một đen một trắng hóa thành hai gã kim tiên khi nãy bọn người hàn lập từ xa thấy được cảnh này sắc mặt ai nấy đều xấu đi mà ngay lúc hai tên kim tiên xuất hiện xong Chiếc vòng cũng hiện ra vô số vết nứt rồi vỡ vụn. "Tông chủ, đại trưởng lão." Hai gã Kim Tiên nhìn xem một lượt tình huống xung quanh, vẻ mặt biến đổi, rồi cúi chào Tề Thiên Tiêu và Phong Thiên Đô. "Không cần đa lễ, đưa các người truyền tống vào đây là muốn các ngươi sử dụng Nhật Nguyệt Hỗn Động Đại Pháp, trợ giúp ta phá bỏ tường lửa phía trước." Tề Thiên Tiêu nói. "Vâng, hai người nọ biết rõ tình huống đang rất cấp bách, không dám hỏi nhiều, thân hình nhoáng cái tách làm hai bên, lẩm bẩm tụng niệm, hai tay vung lên hạ xuống trên mình mỗi tên phân biệt nổi lên từng vầng sáng màu trắng đen. Trong mỗi màn hào quang đen trắng, phần nào cũng tản ra từng cỗ lực lượng pháp tắc chấn động. Ánh mắt Hàn Lập lóe lên, hai loại pháp tắc này phát ra dao động rất đặc thù, đối với các loại pháp tắc thuộc về ngũ hành mà hắn tương đối quen thuộc thì khác hoàn toàn. Pháp tắc trong vầng hào quang màu trắng quang minh chính đại, như mặt trời trên cao, chiếu soi đại địa. Mà vầng hào quang màu đen tỏa ra pháp tắc tối tăm âm u, nhưng không hẳn là tà ác chẳng lẽ lại liên quan đến pháp tắc âm dương trong lòng hàn lập thầm đoán đại thúc chắc hẳn người không bị mấy sợi xích này trói chặt chứ đúng lúc này trong đầu hàn lập vang lên tiếng của kim đồng hắn quay qua phía kim đồng chỉ thấy nó đang ra sức dãy ruộng những cái móng ở tứ chi rất sắc bén đang mạnh mẽ cứa lên sợi xích màu đen nhưng sợi xích bền cứng vô cùng cho dù nó dãy ruộ thế nào cũng đều không có tác dụng bởi vậy mà kim đồng tròn xoe mắt nhìn lại phía hàn lập hàn lập cũng chấp mắt vài cái không nói gì đại thúc người có phương pháp thoát ra chứ vậy mau chóng thả ta ra đi để ta giết cái lão cương thi kia kim đồng thấy ánh mắt này lập tức mừng rộ truyền âm hối thúc chớ có lên tiếng tình thế trước mắt còn chưa sáng tỏ chờ một chút đã hàn lập vội vã truyền âm chặn kim đồng lại mấy sợi cách nguyên pháp liên tuy có thể giam cầm linh lực của hắn nhưng hắn vẫn có thể vận dụng pháp tắc thời gian muốn thoát ra không phải là không thể nhưng lúc này không phải thời cơ thích hợp ngay lúc hàn lập truyền âm với kim đồng thì hai tên kim tiên đen trắng quát khẽ hai tay giơ lên từng đạo pháp quyết trên người mỗi tên lập tức bắn ra phân biệt hai cột sáng một đen một trắng lao về phía tường lửa hai đạo cột sáng quấn quanh với nhau mau chóng dung hợp trong nháy mắt biến thành một cái đường xoáy đen trắng hỗn độn hai người này gấp gáp niệm quyết cuối cùng mang hai loại pháp tắc dung hợp với nhau ầm ầm lỗ xoáy trắng đen bỗng nhiên biến lớn hai cỗ pháp tắc như đồng thời được tăng cường lên gấp bội mạnh mẽ tấn công lên bức tường lửa màu trắng Hàn Lập gặp tình huống này, trong lòng khẽ động, tình huống này đúng là lần đầu tiên hắn được chứng kiến. Hai loại pháp tắc khác nhau kết hợp lại, vậy mà uy năng đồng thời đều gia tăng. Điều này chứng tỏ hẳn phải có cách nào đó hoặc mấu chốt nào đó trong việc vận dụng lực lượng pháp tắc, nhưng tình huống lúc này không cho phép hắn suy nghĩ quá nhiều, chỉ đành tạm nhớ lại rồi sau này chậm rãi nghiên cứu. Mà ngay lúc Hàn Lập đang quay cuồng suy nghĩ, vòng xoáy trắng đen xoay tít, bức tường lửa bừng lên cuồn cuộn, từng cỗ hỏa diễm nóng bỏng giống như có linh tính lao về phía lỗ xoáy như muốn tiêu đốt hết thảy, nhưng vòng xoáy lại tỏa thêm hào quang sáng ngời nhanh chóng chui vào bên trong tường lửa. Mấy nhịp thở sau, ầm ầm bức tường lửa trắng bị vòng xoáy xuyên qua, bề mặt lập tức hiện ra một cái hang động. Lúc này khôi lỗi màu vàng chỉ còn cách đài cao chưa đầy 15 trượng. Tề Thiên Tiêu thấy vậy, thân hình lập tức hóa thành một giải trăng mờ chui thẳng qua hang động nửa trắng nửa đen nhanh như điện đánh về phía khôi lỗi. Hắn quát khẽ, tay áo phất lên, một vệt vầng sáng như trang lưỡi liềm bắn ra thì ra là thanh ngọc như ý trước đó chớp mắt nó hóa lớn thêm mấy chục lần gần như to ngang với một gian phòng vậy mà trên bề mặt phun ra cuồn cuộn sương mù màu xám như chất lỏng vậy phát tiếng kêu xì xì mà trong đó lại ẩn chứa hàng đám ấn ký mau chóng lao xuống đầu khôi lỗi phía dưới còn hai tên kim tiên đen trắng cũng nhoáng lên lao thẳng vào trong hang động tấn công về phía khôi lỗi màu vàng hai người quát khẽ hai vệt cầu vồng một đen một trắng bắn ra thì ra là hai lá cờ hình tam giác. Một cái toàn thân trắng noãn, ở giữa theo khắc đồ án hình thái dương, tỏa ra bạch quang trói mắt khiến người khác không dám nhìn thẳng. Lá cờ còn lại đen kịt, phía trên theo đồ án mặt trăng đang tỏa ra một thứ ánh sáng xanh âm u. Mặc dù không rực rỡ như mặt trời của cờ trắng, nhưng nó vẫn khiến người ta nhận thấy một loại khí thức cực kỳ to lớn. Hai người bọn họ niệm chú, hai lá cờ chấn động rồi hóa lớn lên thành hai vầng sáng một đen một trắng bên trong vầng sáng thình lình nổi bật một mặt trời, một mặt trăng tỏa hào quang cuồn cuộn, từng cỗ huy áp khủng bố ầm ầm. Cả hai vầng sáng phát ra những tiếng nổ uỳnh uỳnh, cuộn lên phân chia bên trái bên phải đánh vào khôi lỗi. Chương 494, diệt sát, nhưng vào lúc này, kim sắc khôi lỗi bỗng nhiên quay đầu lại, đồng tử đờ đẫn phản chiếu công kích đang đánh tới, bên ngoài thân nó đại phóng kim quang, thình lình hiện ra từng đường vân kim sắc lôi điện. Đùng một tiếng nổ lớn vang lên, từng đạo kim sắc lôi điện vừa thô vừa to hiển hiện ra, vô số phù văn lôi điện nhảy lên trong đó, thình lình tản mát ra một cỗ pháp tắc chi lực mãnh liệt. Ngay sau đó, kim sắc khôi lỗi nhanh chóng nâng một cánh tay lên, hung hăng đánh một quyền vào hư không. Một đạo kim sắc lôi điện vừa thô vừa to bắn ra, trong đó cuồn cuộn vô số phù văn lôi điện, đánh lên trên ngọc như ý màu xám. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, ngọc như ý đại chấn, bị đánh bay ngược trở về, hôi quang nồng đậm mặt ngoài ngọc như ý bị kim sắc lôi điện xé rách, linh quang tản mát ra có chút tán loạn, tựa hồ linh tính đã bị kim sắc lôi điện làm tổn hại. Thân hình kim sắc khôi lỗi cũng đại chấn, đạp đạp thối lui mấy bước mới đứng vững, kim sắc lôi điện trên người cũng hỗn loạn một hồi, suy yếu không ít. Hắc Bạch Kim Tiên thấy cảnh này, lập tức vui vẻ, tay tiếp tục bấm pháp quyết. Hắc Bạch Quang Đoàn quay tít một vòng, hóa thành hai bàn tay to một đen một trắng, chảo xuống kim sắc khôi lỗi, mắt thấy muốn bắt lấy kim sắc khôi lỗi. Vào thời khắc này, một màn xuất hiện vượt quá dự kiến của mọi người. Bên cạnh kim sắc khôi lỗi lóe lên bóng người, hai bóng người xám trắng quỷ mị bay vụt tới, đúng là hai pho tượng xám trắng đứng hai bên đại điện, lúc này vậy mà sống lại, trên người hiện ra từng đạo linh văn màu vàng đất. Tia sáng màu vàng đất nồng đậm từ trên người hai pho tượng tán phát ra, trong đó thình lình cũng xen lẫn chấn động pháp tắc cuồn cuộn. Trong tay hai pho tượng trắng xám này đều cầm lấy hai thanh chiến đao màu vàng, đột nhiên giao nhau bổ vào phía không trung. Hai đạo đao mang cự đại màu vàng đất vô thanh vô tức bắn ra, giao nhau hình thành một chữ thập khổng lồ. Bên trên đao mang hiện ra gợn sóng hình răng cưa, lăng lệ ác liệt vô cùng, hơn nữa tán phát ra trận trận chấn động pháp tác vô cùng trầm trọng. Những nơi đi qua hư không vặn vẹo kịch liệt, dường như cũng bị đao mang chảm phá. ầm ầm hai tiếng nổ mạnh, hắc bạch đại thủ lập tức vỡ tan, một lần nữa biến thành hắc bạch đại kỳ, phản chấn bay ngược về. Trên thân hai pho tượng xám trắng chấp động hoàng mang, lại không nhúc nhích, giống như hai ngọn núi nguy nga đứng vững vàng. Ba người tề thiên tiêu thấy cảnh này, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thần sắc đám người Hàn Lập đứng ở một bên cũng đều biến đổi. Vào thời khắc này siêu siêu một hồi tiếng rít gào sắc nhọn vang lên, những pho tượng sám trắng hai bên đại điện đều bắn ra, rơi vào trong đại điện, chừng 40-50 bộ, vây đám người tề thiên tiêu vào chính giữa. Người tự ý trộm đan dược, sát, 40-50 pho tượng cùng mở miệng giống to, thanh âm trầm thấp, phảng phất như hai thanh sát ma sát với nhau. Tiếng gầm cực lớn khuếch tán ra, dẫn tới cả tòa đại điện rung động lắc lư ông ông. Sóng âm từ bốn phương tám hướng hội tụ đến cuồn cuộn, hư không nổi lên từng gợn sóng lấy mắt thường có thể thấy được, che khuất cả ba người tề thiên tiêu. Thân thể ba người run rẩy một hồi, trên mặt lộ ra một tia thống khổ. Vào thời khắc này, trên người mấy chục pho tượng đều hiện ra tia sáng nồng đậm màu vàng đất, hơn nữa nhanh chóng kết nối với nhau, từng đường vân màu vàng răng khắp nơi, trong nháy mắt hình thành một hư ảnh bàn cờ màu vàng thật lớn, bao vây ba người vào trong đó mỗi một đường vân màu vàng đều tản mát ra chấn động pháp tác trầm trọng như núi. Đường vân màu vàng giao thoa lẫn nhau, từng cỗ chấn động pháp tác thình lình chồng chất chung vào một chỗ. Ba người Tề Thiên Tiêu bị hư ảnh bàn cờ màu vàng bao lại, lập tức thân thể nặng như núi, giống như bị vô số ngọn núi khổng lồ đè lên thân thể. Dùng thực lực kim tiên của ba người vậy mà vẫn không thể động đậy, sắc mặt lập tức đại biến. mấy chục bộ khôi lỗi thi triển thần thông vây khốn ba người, lập tức huy động binh khí trong tay uinh uinh rầm rầm, từng đạo đao mang, kiếm quang cực lớn bắn ra như mưa, chém về phía ba người. Cùng lúc đó, đường vân kim sắc trên mặt đất sáng lên mãnh liệt. Oanh một tiếng, từng cỗ hỏa diễm màu trắng từ bên trong tuôn ra, trong nháy mắt che mất toàn bộ hư ảnh bàn cờ màu vàng, hóa thành một thế giới hỏa diễm. Khí tức cực nóng khuếch tán ra cuồn cuộn, hư không cũng vặn vẹo theo, đám người hàn lập ở phía xa cũng cảm thấy cực nóng không chịu nổi liên tiếp biến cố xảy ra nhanh như thiểm điện, làm cho thần sắc đám người Hàn Lập biến sắc lần nữa. Bất quá bọn Hàn Lập ngoài vẻ khiếp sợ ra, trên mặt còn mang theo vẻ hả hê. Kêu gào thật thê thảm, đại thúc, may mắn người không thả ta ra, so với bọn hắn ở đó thì nơi đây vẫn an toàn hơn một ít. Kim Đồng sợ hãi nói, Hàn Lập không có trả lời, trong hai mắt mơ hồ có lam mang chấp động, không biết đang suy nghĩ cái gì. Phong Thiên Đô thấy vậy, đồng tử có rụt lại mãnh liệt. Tuy lão muốn đi tiếp ứng, nhưng thi triển lồng giam xiềng xích này căn bản không cách nào rời khỏi nhìn biển lửa trước mắt trong lòng lão không khỏi hiện lên một tia hối hận sớm biết nơi đây còn có nhiều cấm chế và khôi lỗi lợi hại như vậy nên chậm một chút để cho đám người lạc thanh hải đi trước dò xét một phen đáng tiếc lòng tham làm mờ mắt dưới mắt bọn họ thì phục lăng tông đã ở phía đối lập không có khả năng tiếp tục hòa giải lại phải đối diện với mấy cấm chế và khôi lỗi lợi hại này có thể nói là tiến thoái lưỡng nan lâm vào việc đâm lao phải theo lao vào thời khắc này một nơi trong biển lửa hơi chấn động một đạo hôi quang từ trong điện bắn ra rơi vào bên cạnh cửa điện hiện ra thân ảnh tề thiên tiêu giờ phút này toàn thân gã trái đen một mảnh tóc cũng bị đốt rụi hơn phân nửa sắc mặt tái nhợt vô cùng khóe miệng chảy ra hai luồng máu tươi thoạt nhìn chật vật vô cùng sau khi tề thiên tiêu rơi xuống đất thân hình lảo đảo vài cái mới đứng vững được trong mắt hiện lên một tia sợ hãi biển lửa màu trắng phía trước nổi lên sóng gió nhanh chóng yếu bớt rất nhanh chui xuống mặt đất, biến mất vô tung. Trên mặt đất rơi xuống hai đại kỳ một đen một trắng, bất quá linh quang phía trên ảm đạm, hiển nhiên bị hao tổn không nhẹ. Hai gã hắc bạch kim tiên phục lăng tông lại không thấy bóng dáng, hiển nhiên thân thể, nguyên anh, chữ vật pháp khí trên người cũng đều bị bạch sắc hỏa diễm đốt thành hư vô. Hai kiện tiên khí này cứng cỏi vô cùng nên lúc này mới còn tồn tại. Phong Thiên Đô nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bỗng nhiên xanh mét. Tề thiên tiêu tự mình lĩnh giáo qua uy lực đáng sợ của bạch sắc hỏa diếm kia, cũng không kinh ngạc, bất quá cũng hung hăng cắn răng một cái. Đám người hàn lập nhau nhau ngược lại hít một hơi khí lạnh, âm thầm khiếp sợ uy lực những bạch sắc hỏa diếm kia. Không bao lâu, tia sáng màu vàng đất trên người mấy chục pho tượng xám trắng cũng tiêu tán theo, hư ảnh bàn cờ màu vàng cũng biến mất vô tung. Mỗi pho tượng xám trắng quay người đi đến hai bên đại điện, rất nhanh trở lại đứng ngay chỗ cũ, dường như chưa phát sinh chuyện gì, cũng không có đuổi bắt tề thiên tiêu mà bộ kim sắc khôi lỗi tiếp tục cất bước đi lên phía trước, rất nhanh đi tới trước chỗ ngồi màu vàng, tay nhấc lên, viên ngân sắc đan dược kia từ trong tay nó bắn ra, đưa đến bên miệng người có bộ dáng chỉ độn kia. Mọi người tại đây chờ mắt nhìn người chỉ độn khẽ há miệng, viên đan dược bay vào trong miệng, sau đó chui vào trong cơ thể gã. Đan dược vừa vào bụng, trên thân gã rất nhanh hiện ra một tầng lục quang nhu hòa, chớp động nhẹ nhàng. Mấy hơi thở sau, lục sắc quang mang mới tiêu tán đi, khi tức người sống trên thân gã lập tức thoáng tăng lên một ít. Đám người Hàn Lập bị tình huống quỷ dị trước mắt làm cho khiếp sợ, trong mắt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Vào thời khắc này, có một đầu ly long trên lò đan khẽ há miệng, một cỗ ngũ thải hà quang từ phía trên tán phát ra. Hầu như cùng thời khắc đó, lại có một đầu ly long khẽ há miệng, tản mát ra một cỗ ngũ thải hà quang. uy uinh rầm rầm, bầu trời phía trên đại điện hiện ra từng mảnh kim vân cuồn cuộn, tạo thành một vòng xoáy kim sắc thật lớn chấn động khí tức đáng sợ từ trong vòng xoáy kim sắc tán phát ra, trầm trọng vô cùng, so với lần trước càng thêm hùng vĩ. Trên ngực mọi người trong điện dường như bị một tảng đá lớn đè ép, hô hấp cũng khó khăn, tuy rằng bọn hắn đã cảm thụ qua một lần đan kiếp, lúc này lại nhìn không được trong nội tâm dùng mình. Lúc này Phong Thiên Đô đang mở ra linh vực nên chịu ảnh hưởng lớn nhất, trên ngực dường như bị một bố trùng trùng điệp điệp đánh lên, sắc mặt tái nhợt, linh vực màu đen phóng thích ra cũng chấn động một hồi. Lạc Thanh Hải thấy cảnh này, trong mắt lóe lên tinh quang, toàn thân hiện ra lam quang chói mắt, lập tức hóa ra vô số gợn sóng màu lam, hung hăng trùng kích lên linh vực màu đen. Xoẹt một tiếng, linh vực màu đen bị phá ra một cái khe hở. Lạc Thanh Hải thấy vậy, trong tay hiện ra một điểm lam quang, bắn tới khe hở màu đen nhanh như điện, lóe lên biến mất vô tung. Phong Thiên Đồ bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, hai tay vung lên. Hai luồng hắc quang to cỡ đầu người bắn ra, trong đó có vô số phù văn nhảy lên, dung nhập vào trong linh vực. Toàn bộ linh vực màu đen sáng lên mãnh liệt, lập tức ổn định lại, chữa trị lại đạo khe hở kia. Đồng thời từng cỗ hắc quang áp bách đến, lần nữa áp chế lam quanh quanh người Lạc Thanh Hải. Trên mặt Lạc Thanh Hải lộ tia cười lạnh, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vài câu chú ngữ trầm thấp bay ra khỏi miệng. Lam quang bên ngoài thân gã khẽ chuyển, thình lình hóa thành một quang đoàn màu lam như thực chất, phía trên có vô số hư ảnh gợn nước chấp động, bảo hộ thân thể gã vào bên trong. Lạc Thanh Hải, người vừa mới làm gì? Phong Thiên Đô nhìn Lạc Thanh Hải, lạnh giọng hỏi. Sắc mặt Lạc Thanh Hải lộ ra vẻ tựa tiếu phi tiếu, không có trả lời, tay không ngừng bấm niệm pháp quyết, quang đoàn màu lam quanh người càng phát ra sáng ngời. Tuy rằng không thể ngăn cản cách nguyên pháp liên, nhưng hắc quang bên trong linh vực lại không cách nào xâm nhập vào được. Trong mắt Phong Thiên Đô lóe lên hàn quang, đang tính làm cái gì đó. Vào thời khắc này, giữa vòng xoáy kim sắc đang xoay tròn có hai luồng ngân quang như hai giọt nước ngân sắc hiện ra. Trên giọt nước ngân sắc có tia điện lượn lờ, không ngừng phát ra tiếng xì xì, lập tức rơi xuống, đánh vào đỉnh bảo trên đỉnh cung điện vàng ngọc. Một mảnh ngân quang trói mắt bỗng nhiên hiển hiện ra, bao phủ toàn bộ cung điện vàng ngọc lại. Phù văn ở các nơi trên đại điện sáng lên lần nữa, tách ra kim quang đầy trời, chặn ngân mang trói mắt từ không trung rơi xuống, đan vào với nhau. Tất cả mọi người lập tức bị ngân quang kim mang bao phủ, trước mắt một mảnh trắng xóa, cái gì cũng không nhìn thấy. Giờ khắc này, cửa đá ngay cửa vào hạp gốc chợt lóe lên, một đạo lam quang khác từ trong điện phóng ra, lại cạch một tiếng vỡ vụn ra, hóa thành một màn sáng màu lam. Mọi người trong hạp cốc thấy cảnh này, sắc mặt đều biến đổi, đứng lên. Trên màn sáng màu lam nổi lên quang mang như gợn nước, lập tức ngưng tụ ra một hình ảnh rõ ràng, giống với tình cảnh hai người hắc bạch kim tiên phục lăng tông trốn vào trong đại điện lúc trước. Cái này là, hảo, hai tên kia nói muốn đi thăm dò sơn mạch, nguyên lai là vụng trộm tiềm nhập vào trong. Phục lăng tông lại bội tín, đám người trong hạp cốc giận dữ, rời ánh mắt nhìn về phía lão giả kim tiên mập mạp còn lưu lại của phục lăng tông lúc này. Lão giả kia biến sắc, nhưng dường như đã sớm chuẩn bị, thân thể chuyển động như con quay. Vèo một tiếng, thân thể của lão hóa thành một đoàn ánh sáng màu xanh, chạy trốn về phía xa. Mọi người tại đây nhướng mày, cũng không có đuổi theo, quay đầu nhìn về phía cửa đá nơi cửa vào, nhìn nhau. chương 495, ra tay, chư vị, nếu người Phục Lăng Tông đã không tuân thủ hứa hẹn, tự ý lẻn vào, chúng ta đây cũng không nhất thiết phải tuân thủ hiệp định thương nghị lúc trước vị kim tiên lông mày rậm của trúc long đạo lên tiếng thân hình lập tức bắn đi tựa hồ sợ bốn người thương lưu cung ngăn cản sau khi lóe lên liền chui vào bên trong cửa đá vân nghê liếc nhìn bốn người thương lưu cung đôi mắt đẹp lóe lên thân hình cũng hóa thành một đạo ngân quang phóng đi rồi cũng lóe lên một cái chui vào trong cửa đá bốn tên kim tiên thương lưu cung cũng không ngăn cản hai người vân nghê và vị kim tiên lông mày rậm lúc này ở bên ngoài cửa đá, chỉ còn lại có đoàn người thương lưu cung. Bốn người nhìn nhau một cái, hai tay bấm niệm thần chú, từng đạo pháp quyết chui vào bên trong màn ánh sáng màu xanh lam. Cùng lúc màn ánh sáng màu xanh lam xuất hiện, bốn người này cũng nhận được một lời truyền âm bí ẩn của Lạc Thanh Hải. Màn sáng rung lên một cái, rồi thu nhỏ lại cực nhanh, sau mấy hơi thở hóa thành một quang môn màu lam. Các người tiếp tục bảo vệ cửa vào, tên bạch diện thư sinh trong trong bốn người thương lưu cung phân phó cho mấy tên chân tiên khác vâng mấy tên chân tiên vội gật đầu thân hình bốn người bắn đi sau khi lóe lên một cái liền chui vào bên trong quang môn màu lam sau khi bốn người họ bay vào quang môn màu lam lập tức rung mạnh rồi rất nhanh tan ra vào thời khắc này một bóng trắng lóe lên thân ảnh vân nghe không biết từ đâu hiện ra vài tên chân tiên của thương lưu cung biến sắc vân nghe không hề để ý tới mấy người bọn chúng thân hình thoát một cái cũng chui vào trong quang môn màu lam đã gần tan hết quang môn lóe lên vài cái vỡ vụn tan ra chỉ còn lại mấy tên chân tiên của thương lưu cung trơ mắt nhìn nhau trong đại điện ngân quang trói mắt khắp bầu trời chợt lóe lên rồi như nước thủy triều tiêu tan đi không còn dấu vết kim quang ở khắp nơi cũng theo đó mà biến mất lại một lần nữa bình yên vượt qua đan kiếp hai đầu ly long trên đan lô há to miệng bắn ra hai viên thái ất đan dược hương vô cùng nồng nặc nhất thời lại một lần nữa tràn ngập toàn bộ kim điện phong thiên đô quan sát hai viên đan dược trong mắt hiện rõ vẻ tham lam Lúc này phía sau đan lô lóe lên kim ảnh, không biết từ chỗ nào lại bất ngờ hiện ra hai con khôi lỗi màu vàng óng, đón lấy hai viên thái ất đan, rồi lại đi về phía chỗ ghế ngồi màu vàng. Sư đệ, người thế nào rồi? Phong thiên đô thấy vậy, truyền âm dò hỏi tề thiên tiêu. Vừa rồi để thoát khỏi biển lửa kia, đệ đã vận dụng bí thuật cấm chế của bổn tông, tốn rất nhiều sức lực, nhưng cũng may mà chưa tổn thương chỗ trọng yếu. Tề thiên tiêu hít sâu một hơi, truyền âm trả lời. Sự tình đến giờ, ta tuyệt không cam lòng về tay không, tin rằng ngươi cũng thế. Lão quỷ lạc thanh hải kia có đến 8 phần muốn triệu tập đám kim tiên bên ngoài tiến vào. Chúng mà vào thì tình hình chúng ta càng không ổn, phải lập tức đoạt được thái ất đan. Phong thiên đô lạnh lùng truyền âm nói, nhưng nơi này có cấm chế, còn cả những con khôi lối kia, lợi hại như thế bằng vào sức lực của mình đệ, muốn đoạt đan căn bản là không có khả năng. Tề thiên tiêu hơi biến sắc mặt, truyền âm đáp, không sao cả, ta vừa mới tỉ mỉ quan sát thì tuy pho tượng màu trắng xám này lợi hại nhưng linh trí có vẻ không cao, không biết ứng biến. Cho nên ta nghĩ cách hướng sự chú ý của nó về phía bọn họ, người nhân cơ hội đó đoạt đan. Phong Thiên Đô truyền âm nói, được đấy, để đệ thử một lần nữa. Tề Thiên Tiêu hơi do dự một chút, rồi truyền âm đồng ý. Lúc hai người Phong Thiên Đô truyền âm, Hàn Lập nhìn khắp những người khác một lượt, ánh mắt lóe lên. Tình hình bên trong tòa đại điện này càng lúc càng trở nên không ổn, mặc dù hắn nắm chắc việc thoát khỏi được cách nguyên pháp liên nhưng vẫn cần một chút thời gian nếu tiếp tục để người chế trụ thì không ổn lắm trong lòng hàn lập có chút do dự không biết có nên ngay bây giờ thoát khỏi giam cầm của những sợi cách nguyên pháp liên này không đúng lúc đó phong thiên đồ chợt giơ hai tay lên một cái đánh ra từng đạo pháp quyết nhập vào trong hai sợi xiềng xích màu đen hai sợi xiềng xích màu đen này chính là hai sợi đang trói chặt hai người hô môn đạo nhân và âu dương khuê sơn hai sợi xiềng xích lập tức tỏa sáng hào quang vô số phù văn màu đen bên trên bắn ra, hợp vào nhau hình thành một bóng người màu đen mở nhạt cao thước dưới, miệng phát ra âm thanh quái dị xèo xèo. Vực Linh, con người Hàn Lập co rụt lại, bóng người màu đen lập tức bay ra, mở đi một cái liền chui vào bên trong cơ thể hai người hô ngôn đạo nhân và Âu Dương Khuê Sơn. Bên ngoài thân hai người lập tức hiện lên từng đạo văn lộ màu đen, rồi cực nhanh lan tràn khắp cơ thể. Phong Thiên Đô, người đã làm gì? Sắc mặt hai người hô ngôn đạo nhân đại biến, mỗi người cố sức vận chuyển pháp tắc ngăn cản nhưng không có bất kỳ tác dụng gì trong nháy mắt toàn thân hai người bọn họ tràn ngập từng đạo văn lộ màu đen khí tức họ tản ra cũng bị biến đổi xoạt xoạt hai người hô môn đạo nhân từ trong lồng xiềng xích thoát ra rơi xuống mặt đất ở vùng bụng bọn họ vẫn nối với một sợi xích màu đen đi phong thiên đô vung tay lên thân hình hai người bị văng đi lướt về phía đan lô tề thiên tiêu thấy cảnh này nét mặt mừng rỡ lật tay lấy ra một viên đan dược dùng Mây xám từ trong cơ thể cuồn cuộn tản ra. Hàn Lập trong nháy mắt đã hiểu ý đồ của Phong Thiên Đô, sắc mặt lạnh lẽo. Hô môn đạo nhân có chút giao tình với hắn, lần này cùng vào Minh Hàn Tiên phủ, lại đưa cho mình mấy tầng sau của công pháp Chân Ngôn Bảo Luân Kinh, cho nên hắn tuyệt không thể trơ mắt nhìn lão vẫn lạc được. Trên người hắn lóe lên kim quang, đang định hành động. Vào thời khắc này đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ thấy lối vào đại điện lóe lên lam quang, hiện ra một cái quang môn màu lam. Veo veo veo. Bốn tên kim tiên của thương lưu cung từ bên trong bắn ra, nhìn tình hình trong điện thì biến sắc. Ngay sau đó, trong quang môn hoa lên một bóng người, từ đó bắn ra thân ảnh một nữ tử váy vàng. Chính là Vân Nghê, ngươi, bốn người nhóm bạch diện thư sinh thấy Vân Nghê hiện thân, thần tình cả kinh. Thân ảnh Vân Nghê vừa mới mới vừa xuất hiện bên trong kim điện, liếc mắt đã thấy lão giả dâu đen bị sợi xích màu đen trói chặt chính là hô môn đạo nhân. Nàng nhíu mày nhìn, miệng khẽ hô một tiếng, quanh thân lập tức hiện ra một hoa ảnh tuyết liên màu trắng vô cùng lớn, trong tay cũng xuất hiện một thanh phi kiếm giống như cành sen, rất là cổ quái. Nàng cưới bông sen phóng tới, lướt trong hư không phấp phới lá sen đầy trời, bay thẳng về phía hô môn đạo nhân. Giờ khắc này, nàng tựa hồ như không quan tâm đến bất cứ thứ gì trên đời, trong mắt nàng chỉ có duy nhất thân ảnh kia thôi. Tốt, một đôi uyên ương tuyệt mệnh, phong thiên đô trừng mắt, cười lạnh một tiếng, trên đỉnh điện sáng lên hào quang màu đen, vang lên tiếng len keng, hai sợi xiềng xích màu đen không biết từ đâu mọc ra, từ hai bên trái phải giao nhau ở giữa không chung rồi lao nhanh về phía Vân Nghê. Cẩn thận, hồ ngôn đạo nhân thấy thế, vội vã kêu lên, Vân Nghê nóng lòng cứu người, dù trong lòng biết phía trên có khác thường nhưng vẫn không chịu lượn tránh, mà lại toàn lực thôi động liên ảnh dưới thân cứ tiếp tục bay thẳng cực nhanh về phía hồ ngôn. Nhưng mà, nàng ở trong linh vực của phong thiên đô sao có thể tùy ý hành động được. Còn chưa chờ nàng bay tới gần, hai bên lại hiện ra hai sợi xiềng xích ngăn lại phía trước, cùng với hai sợi xích phía trên, thành một đường ngang một đường dọc, phong tỏa hoàn toàn đường đi của nàng, mắt thấy là nàng sắp bị trói đến nơi rồi. Nhưng vào lúc này, trong hai mắt Hàn Lập bỗng nhiên trở nên trong suốt, ở trước ngực một điểm sáng vàng óng như thực chất cỡ hạt đậu rực sáng lên. Tiếp đó, chỉ thấy điểm sáng như ngọn lửa hơi nhảy múa rồi bùng lên, trong nháy mắt hóa thành một màn sáng kim quang lấp lánh bao trùm cả đại điện vào trong. Bên trong mái vòng kim điện, trong hư không hiện ra vô số gợn sóng màu vàng óng ánh, từng gợn sóng lấp lánh không ngừng, từ đó tản mát ra khí tức pháp tác vô cùng tràn trề. Bốn sợi xiềng xích đang bắn về phía Vân Nghê ngay khi chạm vào gợn sóng màu vàng lập tức chậm lại. Đôi lông mày Vân Nghê nhíu lại, trong mắt nàng tràn đầy vẻ khó tin, dĩ nhiên nàng vẫn thuần thục lách qua khe hở của xiềng xích mà phóng xuyên qua bay tới bên người hô ngôn đạo nhân. Hào tiểu tử, ha ha, hô môn đạo nhân quay đầu nhìn thoáng qua hàn lập, cười sang sảng nói. Trên thực tế, toàn bộ số người trong đại điện bao gồm cả phong thiên đô và lạc thanh hải lúc này còn có thể tự do hoạt động mà không bị ảnh hưởng của lĩnh vực màu vàng thì chỉ có hai người bọn họ tất cả đều cảm nhận được một cách rõ ràng lực lượng pháp tắc thời gian biến cố này quả thực quá mức kinh người làm cho tất cả mọi người ở đây đều vô cùng kinh sợ lĩnh vực thời gian gương mặt tiều tụy của cương thi phong thiên đô trở nên dữ tợn dị thường lão cắn răng hét ngón tay lão chầm chậm, chậm ngoắc một cái một đạo hắc quang ngưng thực giống như một dạng xiềng xích trong suốt màu đen từ dưới áo bảo của lão ta chợt chui ra. Nó như lưới của con linh xà, bắn thẳng tới vị trí bụng của Hàn Lập. Sao thế, lúc này các hạ còn hy vọng khóa được nguyên anh của ta sao? Khóe miệng Hàn Lập nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh, hỏi. Lời vừa nói ra, trong hư không trước người hắn chợt hiện lên một đạo thanh quang, chính là một thanh thanh trúc phong vân kiếm, chém thẳng vào sợi xiềng xích màu đen đang trói chặt trên thân Hàn Lập xoẹt 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 điện mang màu vàng nhảy nhót mãnh liệt một hồi thanh trúc phong vân kiếm đắm mình trong lôi trì thanh tẩy nên phóng ra kiếm phong cực kỳ sắc bén hơn nữa còn phóng ra cả kiếm khí màu xanh trong màn kim quang một tiếng keng sắc nhọn vang lên sợi xiềng xích màu đen trói trên người hàn lập đứt đôi hóa thành một làn sương mù màu đen sáp nhập vào trong tầng linh vực màu đen không có khả năng thân sắc phong thiên đô lần thứ hai biến đổi ánh mắt của lão ta nhìn chòng chọc vào trường kiếm trong tay hàn lập có như thế nào cũng không thể tin thanh kiếm này có thể một kích đã chặt đứt được cách nguyên pháp liên của mình. Lão nào có biết, thanh thanh trúc phong vân kiếm này nhìn tưởng chỉ là một thanh nhưng kỳ thực là ba thanh dung hợp thành, hiện đang là uy năng lớn nhất mà Hàn Lập có thể thúc giục được, có thể phóng xuất ra minh mông tràn đầy kiếm khí vô sinh kiếm hải có uy lực vượt xa tiên khí bình thường. Mọi chuyện nhìn như rất dài nhưng thực ra chỉ là trong một cái chớp mắt. Thời điểm Hàn Lập chặt đứt sợi xích trên người thì sợi xích hóng ánh màu đen kia cũng đã đến trước bụng hắn, Khoảng cách cũng chỉ còn hơn một tấc mà thôi. Nhưng chỉ một cái chớp mắt tiếp theo, thân ảnh của hắn đột nhiên mờ đi, biến mất vào hư không ngay tại chỗ. Thì ra ngay khi thoát ra khỏi trói buộc, trong nháy mắt hắn liền nghịch chuyển chân luân trong cơ thể, gia tăng tốc độ thời gian của bản thân trôi qua nhanh hơn, đi trước một bước mà tránh khỏi, lánh mình phóng tới cạnh Kim Đồng. Hắn quơ lên một kiếm, chặt đứt xiềng xích quấn quanh người nó. Quan sát một màn này, sắc mặt Phong Thiên Đô vốn xanh mét lại càng trở nên u ám nếu không vì còn phải khống chế những người khác, thậm chí lão ta còn hận không thể lập tức tự mình đuổi theo giết chết bằng được Hàn Lập. Lạc Thanh Hải nhìn một màn trước mắt, thần sắc cũng trở nên ngày càng phức tạp. Y phí hết tâm tư cho gọi mấy tên kia vào, lúc này chúng cũng bị linh vực do Hàn Lập thả ra làm ảnh hưởng, hành động đều trở nên vô cùng chậm chạp. Chương 496, phân tranh, đại thúc, người hành động chậm thế, người xem ta nên làm gì bây giờ? Tay chân ta ngứa ngáy quá. Kim Đồng khôi phục tự do. Hoạt động tứ chi một chút, nói ông ông, "Không vội chỉnh đốn hắn, trước giúp ta đoạt một quả thái ất đan đã." Hàn Lập vội nói, "Giờ phút này có Phong Thiên Đô kiềm chế những người khác, đây là thời cơ tốt nhất cướp đoạt Thái ất đan, hắn tự nhiên không thể bỏ qua." Kim Sắc Giáp trùng lắc lư cái đầu qua lại một chút, nhìn nhìn Phong Thiên Đô, sau đó lại nhìn Đan Lô một chút, lộ ra vẻ do dự, sau đó nàng lại mở miệng nói, "Cũng được, ta thèm bếp lò phỉ thúy kia cả buổi rồi, vừa vặn ăn nó trước." Lời này vừa nói ra, Đám người đứng ngoài xem cảm thấy lo lắng. Vừa nghĩ tới bộ dáng lúc trước nàng ăn pháp bảo và nguyên anh của Tiêu Tấn Hàn, lập tức mọi người xôn xao, nếu giờ này Đan lô cũng bị nàng ăn, toàn bộ đan dược còn lại trong đó cũng sẽ bị hủy. Phệ Kim Tiên, vạn, vạn lần không được, Lạc Thanh Hải lớn tiếng kêu lên, trong khi nói chuyện, quanh thân gã tuôn ra sóng cả màu lam lập tức hào quang tăng vọt, những xiềng xích quấn quanh người gã đều căng ra. Phong Thiên Đô thấy vậy, tâm thần thu vào, thì pháp thúc dục xiềng xích chói chặt một lần nữa lại khống chế được. Dù sao trong đám người bên trong kim điện, lão kiêng kỵ nhất chính là Lạc Thanh Hải. Tu vi hai người đã cao, lại thi triển lực lượng pháp tắc kinh người, mặc dù Hàn Lập ở trong lĩnh vực thời gian nhưng tốc độ cũng bị ảnh hưởng, nhưng lại tốt hơn so với những người còn lại. Trong lò đan còn có đan dược chưa thành, bây giờ ngươi ngàn vạn lần không được ăn. Nghe Kim Đồng nói thế, Hàn Lập cũng cảm thấy đau đầu, vội vàng khuyên can. Cái này không được, cái kia cũng không được, thực là đáng ghét. Kim Đồng tức giận nhìn mặt đất lầm bầm một câu, cũng không biết có phải do Hàn Lập nói nghe không lọt lỗ tai hay không, hai cánh mở ra, mạnh mẽ phóng tới cấm chế biển lửa kia. Tề Thiên Tiêu thấy thế, cười lạnh một tiếng, lấy ra một quả đan dược ăn vào, sau đó thân hình lặng lẽ trách đi một cái, ánh mắt một mực khóa chặt Kim Đồng lại, nhưng không lập tức truy cản. Trong lòng của gã tính toán, lấy tâm tính tiểu hài tử phệ Kim Tiên này, không biết biển lửa kia có cấm chế lợi hại, cứng rắn xông vào, tất nhiên sẽ bị đốt trọng thương, đến lúc đó gã lại ra tay khống chế ngày sau chậm rãi thuần hóa lại để cho mình sử dụng nhưng nào được như ý muốn của gã hàn lập cũng theo sát tới thân hình chấp động một cái liền đi tới trước người kim đồng chỉ thấy hai tay hắn đánh ra một cái pháp quyết cực kỳ cổ quái trong lòng bàn tay lập tức dâng lên một mảnh hỏa diễm màu bạc bỗng nhiên dò xét vào trong biển lửa hai tay hàn lập vừa mới chạm vào rìa biển lửa mặt bỗng biến sắc lông mày nhân lại lộ ra vẻ thống khổ ngọn lửa này có nhiệt lực cường hãn vậy mà vượt xa dự đoán của hắn. Hai tay của hắn đảo qua, hỏa diễm màu bạc trong lòng bàn tay liền giống như vòng bích chướng ngăn cách lửa, làm biển lửa chung quanh căng ra, chậm rãi khuyết trương lớn ra thành một lỗ hồng hình tròn. Kể từ đó, linh vực thời gian mà hắn thi triển ra cũng bị ảnh hưởng, trở nên mỏng manh hơn vài phần, tất cả mọi người chợt cảm thấy hơi buông lòng. Mau vào đi, ta chống đỡ không được bao lâu. Hai tay hàn lập đã trở nên đỏ bừng, ống tay áo cũng bị thiêu đốt hầu như không còn, biến thành cho bụi hắn cắn răng kiên trì chịu đựng kim đồng thấy thế lập tức vỗ mạnh hai cánh bay nhanh vào lỗ hổng kia lúc này một mảnh xương xám dày đặc bỗng nhiên xẹt qua bên cạnh chắn trước người kim đồng ngừng tụ thành thân ảnh tề thiên tiêu cốt mau kim đồng giận dữ quát thân sắc tề thiên tiêu không đổi hai tay áo run lên xương mù xám cuồn cuộn từ trong mãnh liệt phóng ra trong nháy mắt hóa thành bảy tám đầu cự mãng màu xám quấn quanh kim đồng lập tức kim đồng đại phát hung tính há miệng cắn xé cự mãng trước mặt Bên này Hàn Lập đau khổ trèo trống, hai tay hầu như càng trở nên trong suốt, mắt thấy cũng sắp không chịu nổi, mà linh vực thời gian hắn phóng thích ra càng trở nên mỏng manh hơn. Mấy người các ngươi nhanh đi đoạt lấy thái ất đan, không cần phải xen vào việc nơi đây. Lạc Thanh Hải thấy vậy, vội vàng quát với bốn gã kim tiên thương lưu cung đã ngừng lại. Thân hình bốn người kia hơi chậm lại, nhao nhao vận khởi lực lượng pháp tắc của mình, chống cự áp bách của linh vực thời gian mỏng manh của Hàn Lập, đuổi tới hướng đan lô kia lạc thanh hải nhìn thoáng qua bên kia truyền âm hỏi nam kha mộng như thế nào có phát hiện phương pháp phá giải cấm chế không ta nhìn ra được mấy yếu điểm nhưng mà nhất thời còn chưa tìm ra phương pháp phá giải nam kha mộng lắc đầu truyền âm trả lời không sao ngươi hãy nói những yếu điểm đó cho bốn người bọn họ để từng người bọn họ đi tìm thử lạc thanh hải trả lời lạc đại cung chủ xem ra đệ tử này của ngươi không đơn giản a à, trách không được ngươi luôn mang nàng theo bên cạnh Phong Thiên Đô nhìn ra hai người đang trao đổi, đại khái cũng đoán được chút ít manh mối, nhịn không được tấm tắc khen. Dứt lời, trên tay lão bấm pháp quyết, một sợi xích đen kịt trong tay áo bắn nhanh ra, trong nháy mắt liền xuyên qua tiểu phúc nam kha mộc, đâm vào bên trong đan điền của nàng. Lập tức nguyên anh nàng bị cách nguyên pháp liên phong tỏa, thần thái trong mắt cũng lập tức ảm đạm xuống. Mộng nhi, lạc thanh hải biến sắc, lớn tiếng kêu lên, cùng lúc đó, lam quang trên người gã càng ngày càng sáng, sóng cả màu lam mãnh liệt không ngừng như vô cùng vô tận, trùng kích lên cách nguyên pháp liên đang trói gã. Thần sắc phong thiên đô không đổi, lại rót thêm nhiều tiên linh lực vào trong xiềng xích, áp chế lạc thanh hải. Trên thực tế, giờ phút này lão cũng phiền muộn muôn phần. Lão nhìn tính vạn tính, cũng không ngờ tới cấm chế bốn phía đan lô này hung hãn mạnh mẽ như thế, hai gã kim tiên bổn tông vậy mà không kịp trở tay trực tiếp vẫn lạc ở nơi này, trong lúc nhất thời làm thực lực bọn lão đại giảm, ngược lại làm cho đám thương lưu cung lòng giả dạ khó lường kia chiếm được thượng phong tăng thêm ra hỏa hàn lập khó giải quyết này tự nhiên đâm ngang rất có thể lão sẽ rơi vào kết cục giả chàng lấy giỏ chúc mà múc nước sông còn không đợi lão khống chế lạc thanh hải bên này xiềng xích trói buộc hô môn đạo nhân bên kia liền truyền đến một tiếng vang thật lớn chỉ thấy sợi xích cách tiểu phúc hô môn đạo nhân hơn một xích liền bị chặn ngang bởi một chuôi phi kiếm hình cành sen cổ quái phía trên nở rộ hình ảnh bông hoa màu hồng nhạt sau đó khép lại tiếp theo nổ ầm ầm đạo xiềng xích màu đen sắp đâm vào bụng hô môn đạo nhân liền ầm ầm đứt gãy ra cùng lúc đó thân ảnh vân nghề từ giữa không trung rơi xuống nhẹ nhàng khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi bước chân lảo đảo lui về sau mấy bước lúc này một bóng người màu đen hiện lên bên cạnh nắm bờ vai đỡ lấy nàng thật ầu tả ngươi làm cái gì vậy hô môn đạo nhân hóa thành nam tử dâu đen quát lên chói tai nhưng trong mắt lại tràn đầy vẻ yêu thương không sao ngươi không việc gì là tốt rồi vân nghề ổn định thân hình lau tơ máu nơi khóe miệng, nhẹ nhàng nói. Lông mày Hồ ngôn đạo nhân cao lại, còn muốn nói gì, lại bị nàng khẽ lắc đầu ngăn lại. Cách đó không xa, quanh thân Âu Dương Khuê Sơn trải rộng đường vân màu đen, thân thể bị khống chế phóng tới cấm chế biển lửa trên mặt đất, hai mắt vẫn nhìn về phía hô ngôn đạo nhân bên này, trong ánh mắt hiện lên vẻ cực kỳ hâm mộ, lại có tiếc nuối, phức tạp không thôi. Hô ngôn đạo nhân và Vân nghe liếc nhìn nhau, sau đó thân hình hai người lóe lên đi tới bên cạnh Âu Dương Khuê Sơn cổ tay vân nghê run lên một đạo hồng lăng bắn ra thoáng cái quấn lấy eo âu dương khuê sơn gắt gao giữ chặt y lại bàn tay hô ngôn đạo nhân chảo một cái vào hư không cầm chặt một thanh phi kiếm lượn lờ xích viêm chém xuống sợi xiềng xích đen kịt đang đâm vào đan điền âu dương khuê sơn bong một tiếng vang sắc nhọn xiềng xích màu đen xuất hiện một đạo hỏa tuyến đỏ thấm mảnh khảnh từ đó nứt gãy ra đa tả đường vân trên thân âu dương khuê sơn dần dần biến mất khí tức cũng một lần nữa khôi phục như thường nhìn hai người gật đầu nhẹ. Phong Thiên Đô thấy thế, thân sắc càng thêm dữ tợn, nâng lên bàn tay khô héo như quỷ chảo vỗ một chiêu. Hai đoạn cách nguyên pháp liên đứt gãy từ trên thân Hàn Lập và Phệ Kim Tiên lúc trước lập tức bay ngược về, rơi vào trong tay lão. Rốt cuộc đã trở về, đã đủ rồi. Bàn tay Phong Thiên Đô vỗ về nhẹ hai sợi xiềng xích, chậm rãi nói ra. Dứt lời, bàn tay lão nhẹ nhàng nhấc lên, hai sợi xiềng xích lập tức như linh xà ngẩng đầu, uốn lượn giấy rụa bò vào tay áo lão, lại giống như những sợi xiềng xích khác chậm rãi kéo dài rũ xuống mặt đất kiệt kiệt khạc phong thiên đôi nhìn thoáng qua xiềng xích dưới thân chậm rãi ngẩng đầu lên giữa cổ họng truyền ra từng trận tiếng cười khàn khàn hai tay lão thò ra trước người phía trên có huyết dịch đỏ thấm ngưng tụ chậm rãi rơi xuống rơi trên những sợi xiềng xích màu đen dưới thân lão chỉ thấy một đạo hào quang huyết hồng lan tràn ra trong đại điện vang lên thanh âm leng keng không ngừng rậm chằng chịt xiềng xích màu đỏ sậm như ngàn vạn con rắn đang bò phủ kín toàn bộ mặt đất, vọt mạnh đến chân của tất cả mọi người. Đám người lạc thanh hải chưa kịp thoát ra khốn cảnh, lập tức bị từng tầng bao lại như bánh trưng, xiềng xích quấn quanh trồng chất cao cỡ tháp tròn bảy thước. Hồ ngôn đạo nhân thấy vậy, trường kiếm trong tay đảo ngược, mũi kiếm chui xuống, mãnh liệt đâm vào sàn nhà. Một đạo ánh sáng đỏ thấm trong nháy mắt từ dưới mũi kiếm khuếch tán ra, cuốn theo sóng khí nóng rực cuồn cuộn, bài trừ hết ba phần những xiềng xích đang xâm nhập đến trong tay bốn gã kim tiên thương lưu cung đều cầm một khối lệnh bài phỉ thúy từ trong nở rộ ánh sáng màu lam chói mắt ở chung quanh hình thành một tòa phòng kiếng hình tứ phương cũng chặn lại xiềng xích đang xâm nhập vào làm sao bây giờ lão giả kim tiên thương lưu cung nhìn thoáng qua lạc thanh hải bên kia do dự nói nếu đại cung chủ đã nói chúng ta đi đoạt đan dược trước cứ phục tùng là được bạch diện thư sinh im lặng một lát mở miệng nói ra thân sắc bốn người hơi thu lại bắt đầu thương nghị tìm cách phá giải cấm chế biển lửa, đoạt lấy thái ất đan. Bên kia, kim đồng ngại chém giết với tề thiên tiêu trong điện sẽ bó tay bó chân, nên trực tiếp đánh ra ngoài điện. Hàn lập thấy xiềng xích dày đặc đã đến bên chân của hắn, khẽ thở dài một tiếng, đôi tay buông nhẹ, chậm rãi thu về. Theo hai tay hắn rút về, lỗ hồng trong biển lửa cũng theo đó chậm rãi co rút lại. Thân hình hắn lóe lên, đi tới bên cạnh ba người vân nghe, trong hai tay sớm đã cầm hai quả tiên nguyên thạch, Nhanh chóng hấp thu tiên linh lực trong đó, linh vực thời gian phóng thích ra cũng đã thu vào. Vừa rồi thi triển linh vực, lại đồng thời thúc giục ba chuôi Thanh trúc phong vân kiếm nhập lại, lại còn phóng thích vệ linh chân hỏa chống đỡ cấm chế biển lửa kia, tiên linh lực trong cơ thể hắn tất nhiên hao tổn rất lớn. Phệ Kim Tiên không có ở đây, hiện tại hai chúng ta nên hảo hảo tính sổ. Hai mắt Phong Thiên Đồ muốn phun ra lửa giật, nhìn về phía Hàn Lập, chậm rãi nói ra. Vừa nói xong, thân hình lão giống như thuyền lá lênh đênh trên biển một nửa hải dương xiềng xích liền biến mất, mấy người hàn lập bên này tự nhiên cũng cử động nhẹ nhàng hơn. chương 497, lẻn vào, thời gian pháp tắc, pháp tắc trí tôn, ha ha, không tồi, không tồi. Hai tên đồ nhi của ta, là do ngươi giết, phong thiên đồ đứng trước người hàn lập, hai mắt chăm chú nhìn, cười lạnh nói. Không sai, hàn lập sắc mặt bình tĩnh, cổ tay khẽ động nắm lấy thanh trúc phong vân kiếm, lạnh nhạt trả lời đừng tưởng rằng học được chút ra lông thời gian pháp tắc là đã đủ để ngang ngược càn dỡ muốn làm gì thì làm đã thế phong mỗ hôm nay tiện tay tiến ngươi vào luân hồi vậy phong thiên đô âm trầm nói hào tiểu tử thật không ngờ chỉ riêng với việc giết hai tên đồ nhi của phong lão quỷ đã đủ khiến ta mời ngươi hai chén rượu rồi hô môn đạo nhân đứng một bên nhịn không được chiêu chọc hai bình hàn lập nghe vậy cười nói thành giao hồ môn cũng cười đáp lời siết chặt trường kiếm trong tay thêm mấy phần Lúc này Âu Dương Khuê Sơn liếc nhìn đan lô phía sau lưng, mở miệng nhắc nhở không ổn. Hai viên đan dược kia sắp bị khôi lỗi cho hoạt thi ăn kia. Hồ ngôn đạo nhân đang định nói gì thì bị hàn lập ngắt lời, các vị đạo hữu cứ an tâm phá giải cấm chế, cướp đoạt đan dược. Còn để ta cho phong đại trưởng lão ở đây kiến thức thế nào là thời gian pháp tắc, dù chỉ là hiểu biết ra lông có thể làm được những gì. Dứt lời, hắn dương cao trường kiếm trong tay chậm rãi bước ra khỏi hỏa diễm linh vực của hô ngôn đạo nhân, hướng thẳng về phía phong thiên đô minh đón. Vân Nghê cùng Âu Dương Khuê Sơn nhìn thấy hành động của Hàn Lập đều tỏ vẻ ngạc nhiên, vội vàng nhìn về hướng hô ngôn. Việc của chúng ta là đoạt đan, không cần lo lắng cho hắn. Hô ngôn thấy thế, cười cười trấn an hai người. Sau đó quả nhiên cả nhóm không còn để ý gì đến việc của Hàn Lập nữa mà môi mấp máy, nhanh chóng thương nghị việc phá giải cấm chế. Nhưng trong khi tất cả mọi người không chú ý, một tòa tháp tròn bằng xiềng xích cách cửa đại điện không xa bỗng nhiên trao đảo rồi đổ sụp xuống tạo ra những âm thanh rầm rầm vang động phía bên trong trống rỗng không có gì nhân vật bị trói buộc trong đó không biết đã biến đi đường nào gần như đồng thời ngay lúc đó trong mớ xiềng xích như biển phía bên phải đại điện có một bóng người vô thanh vô tức hiện ra nhanh chóng bay đến một góc điện nhìn kỹ thân hình chính là lão ẩu tóc bạc của nam lê tộc giờ phút này trong tay lão ẩu không còn cầm kim trượng nữa mà thay vào đó là một khối lệnh bài màu vàng, hình dáng cực kỳ lạ. Trên lệnh bài được chạm khắc tầng tầng dày đặc những phù văn cổ quái, từ đó truyền ra những luồng pháp tắc ba động kỳ dị. Tốc độ của lão ẩu nhanh khó tin nổi, trên thân bao phủ một tầng hào quang mơ hồ màu đỏ sậm, tạo ra những tàn ảnh nhanh như lôi điện màu đỏ, khi mọi người còn chưa kịp phản ứng đã nhanh chóng đến trước biển lửa rồi. Ngay khi mới tiếp cận biển lửa, lão ẩu liền ném lệnh bài vào trong, động tác nhanh như chớp lệnh bài bay vào trong biển lửa liền tan chảy ra như nến, hào quang đỏ sẫm phát tán, từng miếng từng miếng phù văn từ trong đó bay ra dung nhập vào ngọn lửa xung quanh. Đây là, hồ ngôn đạo nhân đang chuẩn bị hóa giải cấm chế biển lửa, thấy cảnh này nhịn không được nói. Một bên khác, giữa không trung vang lên những tiếng len keng vang dội từng đạo xiềng xích màu đỏ sẫm đâm ngang đâm dọc liên miên giữa không trung như huyết mâu tạo thành một mảng xích ảnh, vây hàn lập vào giữa. Hàn lập một tay cầm thanh trúc phong vân kiếm, quanh thân ánh sáng màu bạc lưu chuyển không ngừng, thân hình như hư như ảo, bay tới bay lui tránh né, dù những xiềng xích này có nhiều, có nhanh đến bao nhiêu cũng không chạm được vạt áo của hắn. Sắc mặt Phong Thiên Đô càng trở nên lạnh lẽo, thân hình trượt theo xích lao đi, đuổi sát phía sau, hai tay kết quyết, trong màn ánh sáng màu đen bao phủ nửa tòa đại điện không ngừng có thêm xiềng xích từ khắp nơi tuôn ra, thu hẹp phạm vi hoạt động của Hàn Lập. Vèo một âm thanh vang lên, ngón tay Phong Thiên Đô chỉ một cái, một đạo xiềng xích như rắn độc bỗng nhiên xuất hiện dưới chân hàn lập mũi nhọn sắc bén thấu xương tỏa ra hàn mang lạnh lẽo nhắm cổ chân hắn đâm tới hàn lập vốn đã sớm đề phòng trường kiếm trong tay quét ngang xuống dưới mũi kiếm chưa chạm đến xiềng xích thì từ trên đó đã có một đạo điện quang màu vàng bắn ra rồi nhanh chóng hóa thành những tia điện nhỏ đánh lên xiềng xích màu đỏ sậm kia ầm ầm một trận âm thanh ầm ý vang lên điện quang màu vàng phát tác uy lực từng luồng từng luồng dòng điện cuồng bạo điên cuồng tuôn ra trong nhát mắt bao phủ xiềng xích, hóa thành một mảnh lôi trì ngập tràn ánh kim. Phong thiên đô vừa mới tiến vào phạm vi của lôi trì liền bị kim mang dày đặc bao phủ, như dầu gặp lửa, phát ra một tiếng kêu to. Một tiếng này khiến mọi người xung quanh nhau nhau nhìn lại. Ngay cả lão ẩu tóc bạc cũng tạm rời ánh mắt từ trên biển lửa nhìn sang. Trong đôi mắt nàng lóe lên một tia nghi hoặc, sau khi thoáng nhìn hàn lập liền rời sự tập trung về lại cấm chế. Lúc này bên trong biển lửa, thế lửa bắt đầu co lại nhanh chóng, ngưng tụ thành từng miếng từng miếng lớn ngọn lửa màu xích hồng. Hai mắt láo ẩu tóc bạc sáng lên, thân hình chấp động, xuyên qua khe hở mới tạo thành giữa biển lửa tiến vào trong. Ngay sau đó bốn bóng người cũng đột nhiên xuất hiện, chính là bốn tên kim tiên của thương lưu cung lặng lẽ đi theo phía sau, đang muốn kiếm đường đắc lợi. Nhưng khi bọn hắn mới tới gần thì những hỏa diễm vừa mới co lại kia lại bùng một tiếng nở tung ra, khôi phục lại như trước, kém một chút nữa đã nuốt chửng người đi đầu tiên vào biển lửa. Động tĩnh lần này không nhỏ, liền khiến mọi người chú ý. Lệnh bài kia là vật gì vậy? Dường như có ẩn chứa loại pháp tắc nào đó. Thân sắc vân nghe khẽ biến, nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ là đồ vật có chưa hỏa pháp tắc? Âu Dương Khuê Sơn nhíu mày nói. Không, không phải, nhất định không phải là hỏa pháp tắc. Mà thôi, mặc kệ là gì đi nữa, nhanh chóng tìm cách phá trận đi. Hồ ngôn đạo nhân trao mày, lắc đầu, trầm ngâm nói. Lại nói đến lão ổ tóc bạc, sau khi tiến vào biển lửa nàng liền bị hai bóng người màu trắng đuổi sát theo sau. Trên thân chúng có linh quang màu vàng đất phát sáng rực rỡ, trong tay cầm thanh chiến đao cũng màu vàng, một trái, một phải đồng thời chém thẳng về hướng lão ẩu. Trong hư không quang mang chấn động, từng đợt từng đợt gợn sóng không gian dập dờn lao đến, một cỗ pháp tác vô cùng nặng nề từ trái phải cùng nhau ép đến, như hai quả núi khép lại, ép chặt lão ẩu vào giữa. Nàng ta chỉ cảm thấy không khí xung quanh như ngưng động, nhưng ngay lập tức quang mang lóe lên, một đạo hào quang màu đỏ sậm bắn ra rồi biến lớn hóa thành một mảnh linh vực lớn hơn 10 trượng, vừa vặn bao phủ hai tên khôi lỗi xám trắng vào. Ngón tay lão ẩu nhẹ nhàng trà sát, hàng loạt các sợi dây nhỏ từ hư không bắn ra, nhắm thẳng vào các khớp nối ở chân và đầu khôi lỗi đi vào. Vậy mà những khôi lỗi xám trắng tưởng như kiên cố vô bì lại như miếng đậu phụ, bị những dây nhỏ dễ dàng xuyên qua, nhìn như hai con rối có dây diều khiển. Nhưng điều làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là hành động của bọn chúng không hề chậm lại chút nào, chiến đao mang pháp tắc đẻ ép vẫn hướng về phía lão ẩu, làm cho áo bào của nàng dán chặt vào thân. Đôi mắt đầy nếp nhăn của lão ẩu khẽ chấp, hai tay đan chéo, hai sợi dây đâm vào phần gáy của khôi lỗi bỗng nhiên bị kéo thẳng, khiến cho đầu của khôi lỗi ngửa về phía sau. Đã thấy, trong miệng nàng lẩm bẩm một tiếng, hai tay lại kết pháp quyết. Ngay lập tức, thân hình khôi lỗi trở nên cứng đờ, hào quang màu vàng phần gáy sáng lên, theo hai sợi nhỏ đỏ sậm chảy ra phía ngoài, tiêu tán trong hư không luồng ánh sáng tuôn ra ngoài càng nhiều linh văn trên người khôi lỗi càng nhạt từng chút từng chút một cho đến khi hoàn toàn biến mất pháp tắc ba động đẻ ép quanh lão ẩu cũng theo đó không còn không còn lực lượng thổ pháp tắc duy trì thực lực của hai bộ khôi lỗi đã không còn bao nhiêu không còn khả năng uy hiếp đến lão ẩu nàng ta cũng không dây dưa ở đây lâu thân hình lại lóe lên xuyên qua hai tên khôi lỗi lao thẳng về đan lô phía sau Hai bộ khôi lỗi đang đưa đan dược cho hòa thi ăn dường như cảm ứng được phía sau lung có người đuổi tới liền mạnh mẽ quay đầu đấm ra hai quyền. Hai quyền tung ra chứa vô số phù văn lôi điện quay cuồng, hô ứng bổ trợ cho nhau, ở giữa tạo ra một vòng xoáy màu vàng, bên trong sấm sét điên cuồng chớp giật, sinh ra một lực hấp dẫn kỳ dị, cuốn thân hình của lão ẩu vào. Cùng lúc đó, những tượng đá xám trắng đứng hai bên cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng đất, bắt đầu chuyển động. Rất nhanh, hư ảnh bàn cờ màu vàng to lớn kia lại lần nữa hiện ra chết chắc mấy lão kim tiên của thương lưu cung ánh mắt tỏ vẻ diễu cợt nói ra tiếng nói của hắn vừa dứt liền cảm thấy có chút hoa mắt thân hình lão ẩu đã xuyên qua hai tên khôi lỗi xuất hiện dưới ghế lớn màu vàng vòng xoáy giữa hai tên khôi lỗi biến mất vô tung vô ảnh chỉ còn lại mấy đạo lôi điện mỏng manh vần quanh chẳng còn bao nhiêu uy lực về phần những khôi lỗi xám trắng bố trí ra hư ảnh bàn cờ kia lại chưa kịp phát động làm sao có thể lão già kim tiên của thương lưu cung kinh ngạc hô lớn khiến mấy người hô ngôn đạo nhân cũng nhịn không được mà quay sang nhìn